chương 6. Tiến vào. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tích 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 tích. Dường như ô tô sắp xuất phát tiếng kèn vang lên. Steinbeck gia nhập đội ngũ. Số 1 gia nhập đội ngũ. Số 2 gia nhập đội ngũ. Trương Vĩ gia nhập đội ngũ. Liên tiếp 4 tiếng gia nhập đội ngũ thanh xuất hiện. Máy móc âm thanh tùy theo lại vang lên. Steinbeck giao dịch 10.000 điểm tích phân, có tiếp nhận hay không? Phải. Hiển nhiên đối phương chính là lái buông mang đến đại chủ cố, tần nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà vị đại chủ này cố cũng không có lên tiếng, chỉ là nhường tên là số một người phát ngôn cùng bị thuê giả trao đổi. Số một. Phó bản có thể bắt đầu rồi sao? Trương Vĩ. Chờ, ta cần bổ sung một ít vật tư. Coi trời bằng vung. Trên lầu ưu một. 2567, trên lầu hai. Số 1. Còn cần bao lâu? Trương Vĩ. Một canh giờ. Coi trời bằng vung. Trên lầu 11. 2567, trên lầu hai. Trương Vĩ. Số 1. Cái kia sau một tiếng mở phó bản, hy vọng các vị lính đánh thuê có thể đúng giờ. Đi qua kênh party, mấy cái xa là thành viên ngắn ngủi trao đổi sau đó, liền tất cả đều im lặng không lên tiếng. Thời gian một tiếng, tuyệt đối không lâu lắm. Đặc biệt là làm như tiếng vào phó bản trước chuẩn bị. Tần nhiên nhìn quét một chút chính mình giờ khắc này điểm tích phân, điểm skill, điểm tích phân. 13.500 điểm skill. Một, hoàng kim thuộc tính điểm. Một, hoàng kim điểm skill. Không, tuy rằng điểm skill không đủ, nhưng điểm tích phân đủ khiến hắn mua xong nhu phẩm cần thiết sau, còn thừa sức hoàn thành một cái ở tiến vào lần thứ nhất phó bản trước liền muốn hoàn thành, nhưng nhưng bởi vì điểm tích phân không đủ, mà không thể không tạm thời từ bỏ sự tình. Kiến tạo, cơ sở y dược chế tác bàn. Lựu đạn mua rất thuận lợi. Tiêu tốn 1.500 điểm tích phân sau, năm cái loại đều là U2, lựu đạn tới tay sau đó tiêu tốn 300 điểm tích phân ở diễn đàn trên mua lại một bộ điên ngoại trừ súng ống, cửa hàng trang phục. Chủy thủ, cao cấp băng vải, cơ sở phòng cụ đối với tận nhiên tới nói cũng đều là tất yếu. Mà ở làm xong tất cả những thứ này sau, tận nhiên từ một bên cầm lấy, cũng mở rộng, cơ sở y dược chế tác bàn bản vẽ. Là, không chi trả 8.000 điểm tích phân chế tạo cơ sở y dược chế tác bàn. Thỏa mãn nhu cầu, có thể chế tạo, phải khẳng định sau khi trả lời. Tần nhiên trong tay bản vẽ liền trôi nổi lên, không lửa tự cháy, làm hoàn toàn thiêu đốt sau. Tần nhiên vị trí gian phòng, sắt lá nhà kho một gốc đột nhiên xuất hiện biến hóa, gần giống như là khối này khổng lồ dịch tinh bình xuất hiện lúc. Trên mặt đất sắt lá bị nâng lên, một cái mang theo hai cái người mấy cánh tay, dường như hóa học phòng thí nghiệm công tác bàn xuất hiện ở Tần nhiên trước mặt. Tên gọi, cơ sở y dược chế tác bàn, loại hình tự động công tác bàn, phẩm chất. Mới tinh, cố định, thuộc tính. Mỗi một giờ tiêu hao 2 điểm tích phân nguyên liệu, chế tạo một quyển băng vải, có 3% tỷ lệ chế tạo một quyển cao cấp băng vải, đặc hiệu. Không, ghi chú. Đây là một bàn tự động công tác chữa bệnh bàn, ngươi chỉ cần tập trung vào đầy đủ cồn, băng gạt, là có thể cuồn cuồn không ngừng sinh sản băng vải, trò chơi, cửa hàng, bên trong, phổ thông băng vải giá cả là 5 điểm tích phân cao cấp băng vải nhưng là 40 điểm tích phân. Player, cái giá này sẽ thoáng giảm xuống, phổ thông băng vải giá cả là 3 điểm tích phân, cao cấp băng vải thì lại duy trì ở 30.35 điểm tích phân. Bất quá, coi như là như vậy, cơ sở y dược chế tác bàn cũng chỉ cần 2 điểm tích phân là có thể chế tạo một quyển băng vải. Nói cách khác một giờ ta có thể kiếm lời một điểm tích phân, một ngày là 24 điểm tích phân, một tháng là 720 điểm tích phân, một năm là 8.640 điểm tích phân. Nếu như đem tiểu xác suất cao cấp băng vải tính toán đi vào, một năm gần như có thể đạt đến 10.000 điểm tích phân. Cơ sở y dược chế tác bạn vừa xuất hiện, được chi tiết cặn kẻ tận nhiên lập tức kế tính ra, trong đó thời gian là hiện thực thời gian. Như vậy kết quả tính toán, so với tận nhiên lo lắng tốt hơn một ít, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Tuy rằng không cần lo lắng thâm hụt tiền, nhưng muốn dựa vào, cơ sở y dược chế tác bàn, đạt đến thu được của cải mục đích nhưng là không thể, nhiều nhất chính là thoáng trợ cấp gia dụng. Quả nhiên, muốn thu lợi, ít nhất phải muốn lên tới trung cấp mới được. Nghĩ, tần nhiên liền trực tiếp điểm chọn, cơ sở y dược chế tác bàn, thăng cấp tuyển hạng. Cơ sở y dược chế tác bàn thăng cấp, cần trung cấp y dược chế tác bàn bản vẽ, 10.000 điểm tích phân. Trung cấp bản vẽ, 10.000 điểm tích phân. Yêu cầu như thế, cũng không có nằm ngoài dự đoán của tần nhiên. 10.000 điểm tích phân đối với hiện tại tần nhiên tới nói cũng không phải rất nhiều. Duy nhất phiền phức là bản vẽ. Bản vẽ tin tức có thể hướng về coi trời bằng vung hỏi thăm, hắn nơi đó có thể sẽ có tin tức. Tần nhiên nghĩ liên quan với cơ sở y dược chế tác bạn, thăng cấp sự tình, nhưng không có lập tức hỏi dò coi trời bằng vung, đối phương giờ khắc này tất nhiên cũng đang chuẩn bị phó bản cần thiết. Vào lúc này quấy rối, hiển nhiên là không thích hợp. Bởi vậy, tần nhiên chỉ có thể lần thứ hai kiểm kê lưng của mình bao. Xác nhận chính mình có hay không có để sót. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Làm một canh giờ thời gian chuẩn bị đến một giây sau cùng lúc, số một. Các vị lính đánh thuê chuẩn bị xong chưa? Coi trời bằng vung. Xuất phát. Thân là đội trưởng coi trời bằng vung, đại diện cho đội ngũ lựa chọn nhiều người phó bản nhiều người phó bản tiến vào. Lần này nhiều người phó bản đo lường bên trong. Nhân số. 6 người. Độ khó xác nhận. Lần thứ 4 phó bản độ khó, bối cảnh. teo trong ngục giam xuất hiện cực kỳ dị thường hiện tượng, các ngươi làm như đặc thù chuyên gia, bị mời mọc đến đây, giải quyết như vậy phiền phức. Đầu mối chính nhiệm vụ. Ở trong vòng một tuần lễ giải quyết trong ngục giam phiền phức, thu được tạm thời ngôn ngữ rời đi phó bản lúc, tự động biến mất, đồ áo bên ngoài tạm thời thay đổi, rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục, tăng lên. Đây là người thứ hai chính thức phó bản, đầu mối chính nhiệm vụ có thể thất bại, nhưng người cần trả giá 200 điểm tích phân tiền chuột mà lại cao nhất thuộc tính giảm xuống một level, làm điểm tích phân không đủ lúc, khấu trừ trang bị, làm khấu trừ trang bị không cách nào bù đắp trừng phạt điểm tích phân lúc, phán định player trò chơi thất bại. Chữ viết nương theo ngữ âm bắt đầu xuất hiện. Tần nhiên tinh tế kiểm tra lần này phó bản nhắc nhở. Lần thứ bốn phó bản độ khó, ở trong dự liệu của hắn, không có cái gì có thể nói. Thế nhưng, phó bản bối cảnh giới thiệu lại làm cho tần nhiên cao mày không ngớt. Cực kỳ dị thường hiện tượng đặc thù chuyên gia như vậy từ ngữ, nhưng tần nhiên theo bản năng liên tưởng đến quỷ hồn U Linh chờ thần bí sự vật. Quả nhiên, theo phó bản độ khó tăng cường sẽ xuất hiện thường quy tiến công thủ đoạn không cách nào có hiệu quả quái vật. May là ta đã sớm chuẩn bị. Nghĩ đến chính mình khảm nạm vũ khí, chấp giật tay chỉ hổ, tần nhiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ký túc cùng ngón tay hổ trên chấp giật sức mạnh, đủ khiến tần nhiên có lực tự bảo vệ. Coi trời bằng vung từng không chỉ một lần đã nói chính mình lợi dụng cây đuốc, điện kích thương đối phó quỷ hồn u linh chờ thần bí sự vật tần nhiên có thể khẳng định, đây là khoác lát. Nhưng có một chút nhưng là có thể khẳng định, hỏa diễm, chấp giật sức mạnh có thể đối với quỷ hồn U Linh chờ thần bí sự vật tạo thành thương tổn. Điểm này cùng tần nhiên đã từng trải qua trò chơi, cũng không có khác nhau lớn gì. Hy vọng những quái vật này có thể cho ta mang đến đầy đủ thu hoạch. Rõ ràng chính mình mục tiêu tần nhiên, đẩy lòng yên lặng thầm nghĩ. Sau đó, tần nhiên trước mắt chữ viết bắt đầu từ từ biến mất cường quan, không trọng cảm bắt đầu xuất hiện. Tận nhiên lần thứ nhất nhiều người phó bản mở ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 7 Tàu Thủy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mang theo mùi tanh gió biển thổi lên từng trận sóng lớn, chuyên chở đồ ăn nước ngọt cùng dược phẩm những vật này tư tàu thủy vững vàng đi trong đó tàu thủy thuyền trưởng rô có chút mất tập trung đứng ở trong buồng lái tùy ý hắn lái chính lái thuyền ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía buồng lái ở ngoài tiểu nơi đó nguyên bản là hắn phòng thuyền trưởng nhưng bây giờ lại bị hắn tặng cho những người khác cam tâm tình nguyện không có một chút nào ép buộc bởi vì hắn biết rõ những người này tại sao leo lên hắn thuyền Nghĩ đến những thứ này người là muốn lên đảo đi giải quyết loại kia đặc thù phiền phức, rô liền không nhịn được trung rẩy một cái. Làm như trên biển kiếm sống người, rô kiến thức quá nhiều quá nhiều căn bản là không có cách dùng khoa học giải thích đồ vật. Vì lẽ đó, hắn đối với một vài thứ, sự vật, bao hàm lòng kính nể. Trong đó tự nhiên bao quát giải quyết những thứ đồ này cùng sự vật người. Tàu thủy. Tốt hoài niệm công cụ giao thông. Một cái ngậm xì gà ở trần trên người, lộ ra trắng chắc bắp thịt trắng hán dựa vào ở một cái đủ cao bằng một người hai vai chiến thuật ba lô trên, toét miệng cười to. Mà đây chính là, tần nhiên ở mất trọng lực cảm giác cùng cường quan sau khi biến mất, nhìn thấy người thứ nhất, nghe được câu nói đầu tiên. Tần nhiên không được vết tích đánh giá bốn phía. Sóng lớn thanh, ngoài cửa sổ có thể thấy rõ ràng sóng biển, đều đang nói rõ hắn là ở một trên chiếc thuyền này mà trước mắt cũng không rộng lắm bên trong gian phòng, chen chút người, nhưng là hắn lần này đội hữu. Ngoại trừ lên tiếng trước nhất tráng hán ở ngoài, còn lại bốn người cũng là đặc thù cực kỳ rõ ràng, tuy rằng mặt của mọi người mặt đều có một chút thay đổi cùng che lấp, thế nhưng một ít đặc thù nhưng là không cách nào che giấu. Đứng ở tầng nhiên đối diện mặt chính là một cái quần áo hoa lệ, ngồi ở chỗ đó cũng duy trì cái gọi là phong độ sắc mặt có chút trắng xám người trẻ tuổi. Ở người trẻ tuổi bên cạnh, thì lại đứng hai vị võ trang đầy đủ, thân thể khỏe mạnh nam tính, đứng nghiêm ở nơi đó, khuôn mặt nghiêm túc, vẻ mặt cảnh giác, đặc biệt là trong tay hai người đều mang theo có tới cao bằng nửa người tắm khiên, càng là hấp dẫn tận nhiên chú ý. Hai người đứng vị, hiển nhiên là ở thời khắc bảo vệ quần áo hoa lệ người trẻ tuổi. Bởi vậy ba người thân phận tự nhiên là rõ ràng. Quần áo hoa lệ người trẻ tuổi hẳn là chính là lần này cố chủ. Steinbeck, còn lại hai người thì lại hẳn là trước đảm nhiệm đối phương phát ngôn nhân số một, còn lại một cái nhưng là số hai. Cho tới thân phận của hai người. Ngắn gọn nickname cùng thời khắc bảo vệ tư thái. Ngoại trừ bảo tiêu ở ngoài, tần nhiên không nghĩ ra cái khác khả năng. Mà ở ba người bên cạnh, đứng nhưng là một cái gầy gò mạnh mẽ, vóc người cân xứng, tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi. Người này hiển nhiên phát hiện tần nhiên đánh giá, lập tức lộ ra một cái giảng dị nụ cười, xem ra rất hàm hậu dáng dấp, nhưng tận nhiên nhưng chú ý tới đối phương trong đôi mắt tinh quang giấu giếm. Tuyệt đối không phải biểu hiện ra như vậy người hiền lành. Nếu như không phải đặc thù kỹ năng. Như vậy, nhận biết chí ít là dê. Tận nhiên đã tận lực dùng dư quan của khóe mắt đi đánh giá, nhưng vẫn bị đối phương phát hiện. Đủ để chứng minh đối phương bất phàm. Chí ít so với phương bên cạnh ba người mạnh hơn nhiều cho dù trong đó một vị trải qua phó bản số lần muốn so với đối phương nhiều, còn lại hai người nhưng là võ trang đầy đủ cũng giống như vậy. Như vậy, còn lại trong hai người, ai là coi trời bằng vung? Ở bài trừ ba người sau, tần nhiên ánh mắt ở ngầm xì gà ở trần tráng hán cùng tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi nhìn quét. Lần này, tần nhiên không có ở che giấu ánh mắt của chính mình. Người ở chỗ này, đều có thể dễ dàng nhìn thấy tần nhiên ánh mắt nhìn quét lấy tần nhiên đối với coi trời bằng vung hiểu rõ, tên kia nhất định sẽ chủ động đứng ra. Mà sự thực, liền dường như tần nhiên suy đoán như vậy. Sau một khắc, ta là lần này đội trưởng, coi trời bằng vung. Đây là ta lần thứ 8 phó bản. 2567, ngậm xì gà ở trần tráng hán tiến lên một bước, nhìn tần nhiên, cái kia thô cùng mặt nổi lên phát hiện một cái nụ cười phóng khoáng. Ừm. 2567, lần thứ hai phó bản. Tần nhiên mỉm cười gật đầu. Ở trần tráng hán là coi trời bằng vung, cũng không có nhường tần nhiên kinh ngạc. Trên thực tế, ở đối phương trực tiếp cái thứ nhất mở miệng sau, tần nhiên liền nhiên về đối phương sẽ là coi trời bằng vung. Bởi vì, này cùng tần nhiên đối với đối phương, nói lãm nhảm hình ảnh thực sự là quá nhất trí. 2567, người so với tưởng tượng còn trẻ hơn. Thực lực cũng so với ta tưởng tượng cường. Thợ thủ công vẫn nói ngươi rất có vận may. Hy vọng lần này cũng có thể vì ta mang đến số may A. À. Ta thiếu nhất chính là vận may rồi. Sau một khắc lời của đối phương lãm nhảm, càng làm cho tần nhiên xác nhận không thể nghi ngờ. Đối phương chính là coi trời bằng vung, cho dù khuôn mặt thô cuồng, thân hình cao lớn, khỏe mạnh cực kỳ. Ta là trương vĩ, đây là ta lần thứ bốn phó bản xem ra rất hàm hậu dáng dấp người trẻ tuổi theo sát ở coi trời bằng vung lời nói sau, giới thiệu chính mình. Số 1 Lần thứ ba phó bản số 2 Lần thứ hai phó bản ta là Steinbeck, đây là ta lần thứ năm phó bản, xin nhờ chư vị rồi. Đón lấy, còn lại ba người lần lượt giới thiệu chính mình. Đến phiên Steinbeck lúc, vị này quần áo hoa lệ cố chủ đứng lên, hai chân đứng thẳng tắp, trên người hơi uống lượng, nhưng góc độ nhưng không vượt quá 20 độ, toàn bộ quá trình cẩn thận tỉ mỉ, rồi lại không mang theo hết sức, có vẻ phong độ phiên phiên. Mà này đơn giản, nhìn như tùy ý lễ nghi, thì lại lại một lần biểu hiện ra xuất thân của đối phương bất phàm. Steinbeck, chúng ta đều là lấy tiền làm việc. Không dùng tới như vậy khách khí. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên bị Steinbeck thuê coi trời bằng vùng rất trực tiếp nói rằng. Đã quen như vậy lễ nghi. Phỏng chừng. Đời này là đổi không được rồi. Steinbeck cười khổ lắc lắc đầu. Đối mặt cố chủ cười khổ, coi trời bằng vung nhúng vai một cái. Mỗi người tính cách đều là không giống. Cái gọi là kiên trì, cũng là không giống. Coi trời bằng vung cũng không có đi thay đổi Steinbeck ý nghĩ. Trước tiên không nói hai người chính là đơn thuần cố chủ, lính đánh thuê quan hệ. Coi như là bằng hữu, coi trời bằng vung cũng sẽ tán thành bằng hữu lựa chọn. Khắc. Coi trời bằng vung ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn ở đây lực chú ý của tất cả mọi người sau lấy đội trưởng thân phận bắt đầu hỏi chư vị đối với nhiệm vụ lần này thấy thế nào nhất thời tất cả mọi người đều trên mặt mang theo nghiêm nghị cực kỳ dị thường hiện tượng này một hình dung từ không chỉ có cho tận nhiên mang đến liên tưởng không tốt những người khác cũng giống như vậy ta số một số hai hoàn toàn không có năng lực đối phó cực kỳ dị thường hiện tượng Steinbeck thẳng đầu tiên thành bên mình không đủ. Nếu như là có thực thể quái vật, ta có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Có thể như quả là u linh loại hình, bình thường ghost, u hồn, ta có thể đối phó, ác quỷ ta liền không có cách nào rồi. Trương Vĩ cũng không có ẩn giấu năng lực của chính mình khuynh hướng. Bất quá, cụ thể số liệu tự nhiên là sẽ không nói ra cửa. 2567 đây. Coi trời bằng vung nhìn về phía tầng nhiên ta năng lực chiến đấu khá là cân đối, có thực thể, không có thực thể, ta đều có thể đối phó. Nhưng đối phó với không được quá mạnh mẽ. Tần nhiên nửa thật nửa giả nói ra năng lực của chính mình khuynh hướng. Dù sao, người ở chỗ này, ngoại trừ coi trời bằng vung bên ngoài, đều là tần nhiên không cách nào tín nhiệm. Huống chi, tần nhiên không tin những người khác cũng đều nói ra lời nói thật. Chí ít, Steinbeck không có. Lấy đối phương, tài lực, ở tiến vào như vậy phó bản thời điểm tất nhiên sẽ suy xét đến các loại cực đoan tình huống không thể không có chuẩn bị bất quá coi như là như vậy nửa thật nửa giả lời nói cũng dẫn tới ở đây ngoại trừ coi trời bằng vung ở ngoài hết thảy player chú ý không hổ là lái buông giới thiệu đến cho dù là lần thứ hai phó bản trình độ cũng làm cho người không thể khinh thường steinbeck cảm thán một bên trương vĩ cũng là trên mặt mang theo kinh sắc bất quá nhưng không có một chút nào hoài nghi, bởi vì ở tiến vào cái đội ngũ này trước, hắn liền biết cái đội ngũ này là do lái buôn tổ chức ra, lái buôn biển chữ vàng đủ để làm cho người tin phục, huống chi một bên còn có xem ra cùng tận nhiên quen thuộc không ngớt coi trời bằng vung. Đối với người sau ở thâm niên player bên trong danh tiếng, trương vĩ càng thêm tín nhiệm hắn tin tưởng coi trời bằng vung sẽ không cùng một cái ở nhiệm vụ thời khắc mấu chốt nói dối người thành lập hữu nghị. Ở tất cả mọi người đều giới thiệu xong từng người sau, coi trời bằng vung mở miệng lần nữa. Ở thứ bốn phó bản điều kiện tiên quyết, chỉ cần không phải phát động đặc biệt chi nhánh nhiệm vụ, bất luận là có thực thể quái vật, vẫn không có thực thể u linh loại hình, ta cũng có thể ung dung đối phó. Coi trời bằng vung lời nói mang theo đảm nhiệm nhiều việc ý tứ. Bất quá, nhưng không có bất cứ người nào phản đối. Có thể vượt qua bảy lần phó bản đối phương có như vậy sức lực. Mà tần nhiên nhạy cảm nhận biết thì lại phát hiện ở coi trời bằng vung bão đảm sau, Steinbeck thở phào nhẹ nhõm, cái kia có chút sắc mặt tái nhật cũng xuất hiện một vệt huyết sắc. Trước Steinbeck sắc mặt trắng bệch là bởi vì sợ. Tần nhiên không khỏi ngẩn ra. Hắn hơi kinh ngạc với mình suy đoán. Bất quá, đang không có càng nhiều chứng cứ trước, tần nhiên sẽ không vọng kết luận. Mà so với Steinbeck thở phào nhẹ nhõm, Trương Vĩ thì lại biểu hiện nóng lòng muốn thử. Hiển nhiên, Trương Vĩ tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với một cái đầu mối chính nhiệm vụ. Đồng dạng, tần nhiên cũng là như thế. Thậm chí, so với Trương Vĩ càng thêm triệt để. Hắn kỳ vọng chính là Ít nhất phải gặp phải dường như cái trước phó bản bên trong khác nào cá sấu lớn trút bình thường quái vật. Chỉ có cấp bậc như vậy quái vật, mới có thể bắt được khả quan chiến lợi phẩm. Coi trời bằng vung nhìn tận nhiên, trương vĩ hai người vẽ mặt, nhếch miệng nở nụ cười. Dựa theo tạm thời tổ đội quy tắc, các ngươi không muốn hy vọng ta sẽ cho các ngươi chùi điếc. Ngoài trừ đầu mối chính nhiệm vụ ở ngoài, ta chỉ có thể hoàn thành ta chi nhánh nhiệm vụ, thu được thuộc về ta cái kia phân. Các ngươi cũng đều giống nhau, ai trả giá ai thu hoạch. Hắn rất chăm chú nhắc nhở hai người. Lẽ ra nên như vậy. Tần nhiên trả lời rất dứt khoát. Tần nhiên chưa bao giờ hy vọng đối phương trợ giúp ý nghĩ. Bởi vì tần nhiên không muốn nợ bất luận người nào ân tình. Nợ ân có cỡ nào khó còn, tần nhiên nhưng là đã sớm rõ ràng. Ta không ý kiến. Trương Vĩ một nhún vai. Rất tốt, như vậy chúng ta hiện tại trước hết cần phải làm là phán đoán cực kỳ dị thường hiện tượng là cái gì trình độ. Coi trời bằng vung thỏa mãn gật gật đầu, chỉ chỉ bên ngoài phòng mặc dù không cách nào nhìn thấy, nhưng mấy người thính lực đều có thể rõ ràng phân biệt ra được người bên ngoài thanh. Ta nói chuyện nghệ thuật, dân bản địa hoàn toàn lý giải không rồi. Nhiệm vụ này đến giao cho các ngươi rồi. Coi trời bằng vung biểu hiện rất ảo não, sau đó ánh mắt chỉ nhìn còn lại ngươi. Ta đợi ở chỗ này liền rất tốt. Steinbeck nói như vậy nói. Hai cái bảo tiêu đương nhiên sẽ không nói ra phản đối. Mà lại ngoại trừ ba người sau, ở đây player bên trong chỉ còn dư lại tần nhiên cùng trương vĩ tần nhiên nhìn về phía trương vĩ người sau ánh mắt cũng đồng thời nhìn về phía tần nhiên song phương đều từ trong mắt đối phương không chịu thoái nhượng dù sao cùng dân bản địa trao đổi trừ đi tìm hiểu tin tức ở ngoài càng nhiều nhưng là phát động chi nhánh nhiệm vụ đối với có thể đề cao mình đánh giá chi nhánh nhiệm vụ ai cũng sẽ không bỏ qua dù cho con có một khả năng nhỏ nhoi lập tức, chật hẹp phòng thuyền trưởng bên trong, liền xuất hiện một tia mùi thuốc súng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 8 So với Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trương Vĩ nhìn về phía tận nhiên trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Pha tạp vào chiến ý khiêu khích theo thời gian trôi qua, càng ngày càng rõ ràng đây chính là tần nhiên mâu thuẫn nhiều người phó bản trọng yếu một trong những nguyên nhân một khi phát sinh lợi ích gút mắt không so sánh trước cỡ nào hài hòa bầu không khí đều sẽ trở nên tràn ngập mùi thuốc súng thậm chí tần nhiên có thể khẳng định nếu như không phải có cao cấp tổ đội khế ước tràn buộc đối phương đã sớm ra tay rồi đương nhiên hắn cũng là như vậy dù sao chỉ có mạnh mẽ một phương mới có lời nói quyền nhược nhục cường thực luật trừng tần nhiên đã từ từ minh bạch như vậy quy tắc. Trương Vĩ, coi trời bằng vung cùng Steinbeck càng là hoàn toàn ngầm thừa nhận như vậy quy tắc. Hoặc là nói, hết thảy lòng đất trò chơi thâm niên player đều ngầm thừa nhận như vậy quy tắc. Đào thải không cách nào tuân thủ như vậy quy tắc player. Bất quá, chỉ cần là quy tắc, chính là để lại dấu vết, cho dù là ngầm thừa nhận quy tắc đối mặt đều là đội viên trương vĩ cạnh tranh, Tần nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía đội trưởng coi trời bằng vung. Coi trời bằng vung không chỉ có là đội trưởng, vẫn là sáu người bên trong mạnh nhất một cái, tự nhiên có cuối cùng quyền quyết định. Mà ở tận nhiên nhìn về phía coi trời bằng vung thời điểm, trương vĩ ánh mắt cũng nhìn về phía coi trời bằng vung, chờ đợi coi trời bằng vung quyết định. Cho dù tần nhiên biểu hiện ra cùng coi trời bằng vung không phải bình thường quan hệ, nhưng Trương Vĩ vẫn như cũ đồng ý tin tưởng coi trời bằng vung làm ra quyết định bắt nguồn từ coi trời bằng vung ở đông đảo thâm niên player bên trong hài lòng danh tiếng gặp phải vấn đề như vậy không có tổ đội player trực tiếp sinh tử bất luận giao đấu một trận chính thức tổ đội player do trong đội thành viên bỏ phiếu tạm thời tổ đội player các người chơi so với kỹ năng đẳng cấp hiện tại là loại thứ ba các ngươi muốn so với sao đối mặt tầng nhiên cùng trương vị ánh mắt coi trời bằng vung trực tiếp nói rằng này cũng không phải coi trời bằng vung tạm thời dành cho quyết định mà là player đã sớm thì có quy tắc tuy rằng nhìn như là ứng đối ba loại không giống nhau tình huống nhưng mà thực tế vẫn là luật rừng cường giả là người thắng tần nhiên ở coi trời bằng vung lời nói hạ xuống sau liền nghe ra trong đó bản chất đối với này hắn cũng không có cái gì bất ngờ cho nên khi coi trời bằng vung hỏi dò lúc tần nhiên lập tức trả lời đồng ý đương nhiên đồng ý so với tần nhiên nhẹ giọng trả lời trương vĩ nhưng là âm thanh vang dội không ngớt trên nét mặt càng là mang theo nắm chắc phần thắng trên thực tế trương vĩ đã cho là mình thắng định rồi tuy rằng tần nhiên là bị lái buông giới thiệu vào thực lực tất nhiên không kém thế nhưng tần nhiên mới là lần thứ hai phó bản cho dù trước tần nhiên biểu thị qua vừa có thể đối phó thực thể quái vật lại có thể đối phó vô hình quái vật nhưng tần nhiên lần thứ hai phó bản sự thực là sẽ không thay đổi mà hắn đây đã là lần thứ bốn phó bản rồi người mới phó bản ba lần chính thức phó bản tích lũy xa hoàn toàn không phải tận nhiên một lần người mới phó bản cùng một lần chính thức phó bản có thể so sánh với Húng chi lúc trước ba lần chính thức phó bản bên trong hắn còn lấy được một lần ép cấp bậc qua cửa đánh giá chính trực nhờ vào lần này ép cấp bậc đánh giá mới nhường thực lực của hắn tăng nhanh như gió cuối cùng bị lái buông coi trọng kéo đến lần này nhiều người phó bản bên trong. Vì lẽ đó, coi như tần nhiên đồng dạng bị lái buông coi trọng, người mới phó bản, lần thứ nhất phó bản khả năng đều bắt được A cấp bậc đánh giá, trương vĩ cũng có lòng tin tuyệt đối có thể thắng qua tần nhiên. Cho tới tần nhiên có đẳng cấp cao hơn qua cửa đánh giá. Trương vĩ hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Thân là có một lần ép cấp bậc qua cửa đánh giá hắn, nhưng là rất rõ ràng muốn thu được đánh giá như vậy đến tột cùng là khó khăn dường nào thực lực, can đảm, vận may, hoàn toàn là thiếu một thứ cũng không được. Trương Vĩ không tin tần nhiên có thể ba người gồm nhiều mặt, khá là kỹ năng đẳng cấp, tương đồng cấp độ bên trong kỹ năng có thể là tương đồng, cũng có thể là không giống, còn xem kỹ năng đẳng cấp có vượt quá cấp độ kỹ năng, phán định so với cấp thấp vị kỹ năng cao hơn hai cấp. Như vậy, bắt đầu đi. Coi trời bằng vung nói quy tắc, sau đó tuyên bố bắt đầu. Hắn nhìn hoàn toàn tự tin trương vĩ, lại nhìn một chút một mặt hờ hững tần nhiên, coi trời bằng vung rất rõ ràng trương vĩ trong lòng đang suy nghĩ gì. Nếu như không phải khoảng cách gần tiếp xúc qua tần nhiên, hắn cũng sẽ như vậy nghĩ. Bởi vì đây mới là chính xác nhận thức trong phạm vi, có thể làm với tần nhiên mấy lần giao dịch đối tượng cùng giao dịch bàn quan đối tượng, coi trời bằng vung nhưng là biết rõ tần nhiên thực lực. Vì lẽ đó, coi trời bằng vung nhìn về phía trương vĩ trong ánh mắt hiện lên một vệt thương hại. Đáng tiếc chính là, Trương Vĩ hoàn toàn không có phát hiện coi trời bằng vung trong ánh mắt dị dạng. Lòng hiếu thắng cực kỳ nồng nặc Trương Vĩ, ở coi trời bằng vung tuyên bố bắt đầu sau, liền không thể chờ đợi được nữa lấy ra chính mình cái thứ nhất kỹ năng. Tay không đánh lộn, chuyên gia. Trương Vĩ mở ra chính mình cột skill, đem này một loại kỹ năng trù hoạch vị có thể thấy được. Sau đó, liền mặt mỉm cười nhìn về phía tần nhiên hắn đang chuẩn bị chờ Tần Nhiên cúi đầu chịu thua. Tay không đánh lộn, chuyên gia. Tần Nhiên nhìn thấy Trương Vĩ mỉm cười, cũng mở ra chính mình cột skill, đem, tay không đánh lộn, này một loại kỹ năng trù hoạch vì có thể thấy được. Lập tức, Trương Vĩ mỉm cười thì có chút cứng nhắc. Chuyên gia cấp bậc kỹ năng, nhưng là tiêu tốn hắn lần trước S cấp thông qua đánh giá non nửa thu vào mới tăng lên tới. Trương Vĩ nguyên bản cho là mình có thể giải quyết dứt khoát, thế nhưng không nghĩ tới tần nhiên cũng lấy ra chuyên gia cấp bậc kỹ năng hơn nữa cùng hắn như thế cũng là tay không đánh lộn tương tự chuyên gia cấp bậc sao có thể có chuyện đó không nên là súng ống loại phát triển sao trương vĩ nhìn tần nhiên bên trong túi đeo lưng lại rõ ràng bất quá súng ống không khỏi ở đấy lòng chất vấn nhưng hệ thống là không sẽ sai lầm tần nhiên cái này mang theo súng ống gia hỏa xác thực giống như hắn có chuyên gia cấp bậc tay không đánh lộn trương vĩ liếc mắt nhìn vẻ mặt hờ hững tận nhiên hít một hơi thật sâu lập tức mở ra thứ hai hạng đẳng cấp kỹ năng né tránh chuyên gia làm như tay không lưu player né tránh một hạng bị trương vĩ liệt vào tăng lên trọng điểm ở có đầy đủ nhiều điểm tích phân điểm skill sau đây là thứ hai hạng bị hắn tăng lên với chuyên gia cấp bậc kỹ năng đông dạng cũng là duy hai đạt đến chuyên gia cấp bậc kỹ năng sau đó, Trương Vĩ vẽ mặt màng theo căng thẳng nhìn Tần Nhiên. Trong lòng chờ đợi Tần Nhiên đã lấy ra cấp bậc cao nhất kỹ năng. Bất quá, sau một khắc, Trương Vĩ kỳ vọng liền bị đánh nát. Né tránh, chuyên gia, Tần Nhiên cũng theo mở ra thứ hai hạng kỹ năng. Đồng dạng cùng Trương Vĩ lấy ra kỹ năng như thế, né tránh, chuyên gia cấp. Sau đó, không chờ Trương Vĩ phản ứng, muốn triệt để xác định lần này tạm thời tổ đội địa vị không muốn xuất hiện ở hiện phiền toái gì tần nhiên, lại lấy ra hạng thứ ba kỹ năng. Hỏa dược vũ khí. Loại nhẹ súng ống, chuyên gia, nhìn tần nhiên lấy ra hạng thứ ba chuyên gia cấp bậc kỹ năng, trương vĩ đã hoàn toàn dạy ra. Hắn không thế nào tưởng tượng được, tại sao chỉ là lần thứ hai phó bản tần nhiên có thể có nhiều như vậy điểm tích phân cùng điểm skill tăng lên kỹ năng. Trừ phi tần nhiên mỗi lần thông qua đánh giá đều là S, thậm chí là càng cao hơn đánh giá. Nhất thời, Trương Vĩ nhìn về phía tần nhiên ánh mắt chính là biến đổi. Nguyên bản lấy ra cuối cùng lá bài tẩy ý nghĩ, cũng bỏ đi. Bởi vì, hắn không xác định, tần nhiên có hay không cũng nắm chắc bài. Nếu như lấy ra lá bài tẩy, như trước không có thắng được lần này so đấu, thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống chi, trước mắt chỉ là phó bản mới vừa mới vừa lúc mới bắt đầu, chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện tỷ lệ cực thấp, hoàn toàn không đáng làm như vậy ta chịu thua. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ, nhưng Trương Vĩ lựa chọn thoái nhượng. Mà đối với Tần Nhiên thắng lợi, người ở chỗ này cũng không có ngoài ý muốn, coi trời bằng vung được cho là đối với Tần Nhiên biết gốc biết rễ, mà làm như cố chủ Steinbeck càng là thông qua, lái buôn sớm đã biết rồi Tần Nhiên đại thể thực lực, nếu không, cũng sẽ không ở vốn có thuê giá cả trên trực tiếp tăng gấp đôi. Có thể nói, người ở chỗ này chỉ có Trương Vĩ là bị chẳng hay biết gì may là trương vĩ giờ khắc này hoàn toàn bởi vì khiếp sợ tầng nhiên thực lực mà rơi vào các loại suy đoán cũng không có phát hiện coi trời bằng vung steinbeck vẽ mặt không phải vậy cần phải tức học máu không thể mà tầng nhiên nhưng là ở trương vĩ mở miệng chịu thua thời điểm liền đẩy ra cửa máy đi ra ngoài hắn đã trì hoãn đầy đủ lâu ở tiếp tục trì hoãn e sợ chỗ cần đến liền muốn đến cho tới trương vĩ tầng nhiên nhìn thẳng vào thực lực của đối phương nhưng nhưng sẽ không lại có thêm càng nhiều ý nghĩ, dù sao, có cao cấp tổ đội khế ước trang buộc. Mà đối phương cũng chỉ là tạm thời tổ đội một thành viên, vượt qua lần này phó bản sau, hắn nhất định sẽ không sẽ cùng đối phương có gặp nhau. Các hạ, có chuyện gì sao? Ta là này này tàu thủy thuyền trưởng, Rô. Ở tầng nhiên đi ra phòng thuyền trưởng sau, vẫn quan tâm nơi này Rô, liền lập tức đi tới, sau đó, giới thiệu chính mình. Tần nhiên. Xin chào, rô thuyền trưởng. Tần nhiên đồng dạng giới thiệu chính mình, thăm hỏi đối phương. Tần nhiên các hạ, gọi ta là rô là tốt rồi. Rô lo sợ tác mét mặt mày nói rằng. Tần nhiên dễ dàng phát hiện đối phương trong giọng nói, trong thần thái kính nể. Mà có thể tạo thành làm như vậy dùng, tự nhiên con khả năng là lần này phó bản sắp xếp thân phận. Cùng người mới phó bản dân chạy nạn, lần thứ nhất chính thức phó bản trinh thám không giống lần này là xử lý đặc biệt sự vật chuyên gia tần nhiên thoáng nhìn quét phó bản bối cảnh khóe miệng hơi nhếch lên phó bản liên tục hai lần sắp xếp thân phận đều là cực kỳ vô căn cứ lần này cũng là như thế bất quá so với trước hai lần lần này chí ít hắn có càng nhiều tiện lợi tuy rằng trong đầu cũng không có như cùng lần thứ nhất chính thức phó bản giống như xuất hiện đơn giản ký ức nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại tần nhiên càng thêm vào hơn hiệu lợi dụng thân phận này. Rô, ngươi có thể giới thiệu cho ta một thoáng an ca teo ngục giam sao? Muốn lấy ngươi thì giác. Ta đã nghe đủ chính thức bộ kia đường hoàng ngôn từ. Tần nhiên nói như vậy nói. Đương nhiên có thể. Thuyền trưởng Rô không do dự, liền đáp ứng rồi tần nhiên yêu cầu, hắn cũng không muốn muốn bởi vì như vậy một ít người địa phương đều biết, không quá quan trọng tin tức liền đắc tội một vị có thể giải quyết, đặc thù sự vật, đại nhân vật. Thoáng tổ chức ngôn ngữ sau, đô liền bắt đầu giảng giải, Ancatel ở trong mắt chúng ta chính là một cái to lớn phân mộ. Tuy rằng nó hiện tại trở thành một tòa giam giữ tù phạm trên đảo Ngục Giam, thế nhưng bất kỳ người địa phương đều sẽ nhớ tới liên quan với tòa kia đảo truyền thuyết. Ở mấy trăm năm trước, tòa kia đảo là một vị nam tước đất phong, bởi vì sản xuất nhiều các loại loại cá cùng trân châu, mà dị thường phồn vinh người trên đảo cũng là an cư lạc nghiệp. Nhưng là tiệc vui chống tàn, ở vị nam tước kia cưới vợ hắn tân nương lúc, nạn đói bạo phát rồi. Trên đất bằng đám người cho rằng trên đảo sẽ có càng nhiều đồ ăn. Vì lẽ đó, bọn họ tụ hợp nổi đến đi thuyền nhằm phía cái kia hòn đảo. Mà vị nam tước kia thích làm vui người khác, hắn đồng ý trợ giúp những người này. Đáng tiếc chính là, như vậy thích làm vui người khác bị cho rằng mềm yếu vị nam tước kia cùng trên đảo cư dân toàn bộ bị giết chết rồi đặc biệt là vị nam tước kia tân nương càng là chịu đến những bạo dân kia mọi cách dằn vặt ngay khi vị nam tước kia trước thi thể đón lấy vị nam tước kia phục sinh rồi lấy cực kỳ bạo ngược tư thái đem hết thảy bạo dân giết chết đồng thời tàn sát bất kỳ có can đảm lên đảo người tình huống như vậy vẫn kéo dài trăm năm sau đó vô thanh vô tức vị kia phục sinh nam tước liền biến mất rồi chỉ để lại trên đảo vô số hài cốt. Sau đó, vị nam tước kia không biết bao nhiêu đời phương xa thân thích kế thừa tòa này đảo, vị kia người thừa kế mang theo mấy trăm người đi tới tòa này trên đảo, chuẩn bị tái hiện Ancateo Phồn Vinh, chỉ có điều, vừa mới bắt đầu mọi người liền đều sinh bệnh rồi. May mắn chính là, một vị đi theo giáo chủ cứu tất cả mọi người. Vị giáo chủ kia hướng về vị kia người thừa kế giải thích nói. Nam tước quán khí biến mất rồi, linh hồn được giải phóng thế nhưng đã từng phồn vinh Ancatel nhưng là chịu đến oán khí khinh nhờn đã biến thành đất không lông thậm chí bước lên mặt trên người bình thường như trước sẽ chịu ảnh hưởng mà vì để cho mọi người có thể bình yên vô sự ở Ancatel sinh hoạt vị giáo chủ kia giáo hội những nơi người bảo vệ phương pháp của chính mình bệnh bùa hộ mệnh cái này chính là trong truyền thuyết do vị giáo chủ kia giáo dục nhóm đầu tiên dân bản xứ bệnh bùa hộ mệnh vừa nói rô vừa kéo dài vạt áo lộ ra một cái dùng không biết tên thực vật bệnh, bất quy tắc hình dạng, chỉ có ngón tay cái to bằng móng tay bùa hộ mệnh. Ta có thể nhìn cái bùa hộ mệnh này sao? Tận nhiên hỏi. Đương nhiên có thể. Rô rất hào phóng đem bùa hộ mệnh đưa cho tận nhiên. Mà ở tiếp nhận bùa hộ mệnh sau, tận nhiên hai mắt chính là sáng ngời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 9 Ác ý Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ở tầng nhiên tiếp nhận bùa hộ mệnh thời điểm, vật phẩm tin tức sôi nổi xuất hiện ở hắn võng mặt trên, tên gọi Bệnh bùa hộ mệnh, loại hình Phong cụ, phẩm chất Phổ thông, thuộc tính nên có u linh loại sinh vật xuất hiện ở người bán kính 5 mét phạm vi lúc nó sẽ cấp cho ngươi cảnh kỳ Đặc hiệu Không, có hay không có thể mang ra nên phó bản Là, ghi chú Do linh xảo hai tay Thuần khiết tâm linh chủ nhân hái mặt trời mọc dưới trắng sương Có bệnh chế mà thành nó nhắc nhở ngươi không thuộc về nhân gian sinh vật tới gần Nhưng xin mời ghi khắc Nó chỉ là đang nhắc nhở ngươi Mà không cách nào trợ giúp ngươi chống đỡ U linh loại sinh vật địa phương đáng sợ nhất là cái gì? Đơn giản chính là vô hình mắt thường không cách nào có thể thấy được. Nếu như có thể nhìn thấy, ở hỏa diễm, điện đều có thể dành cho đối phương tạo thành thương tổn tình huống dưới, phổ thông u linh theo tần nhiên cũng không đáng sợ. Mà trước mắt, bệnh bùa hộ mệnh, tuy rằng đơn giản nhường hắn làm được điểm này, thế nhưng có nhắc nhở đối với tần nhiên tới nói, nhưng là đầy đủ. Dù sao, so với những người khác, tần nhiên có chuyên gia cấp bậc lần theo. Ngươi đã có thể mơ hồ nhận ra được đặc thù tồn tại ở đêm, lần theo, tăng lên tới chuyên gia cấp bậc sau, câu nói này liền xuất hiện ở mới nhất ghi chú bên trong. Đặc thù tồn tại là cái gì? Nếu như nói ở tiếng vào cái này nhiều người phó bản trước, tự nhiên còn không cách nào khẳng định, vào lúc này đã hoàn toàn khẳng định. Chính là tương tự u linh, du hồn đều không có hình thể tồn tại. Bất quá, ghi chú bên trong nhắc tới mơ hồ lại làm cho tận nhiên rõ ràng, chuyên gia cấp bậc lần theo vẫn có hạn chế. Thế nhưng hơn nữa, bệnh bù hộ mệnh, cái này hạn chế sẽ bị cực kỳ hạ thấp. Chí ít ở có nhắc nhở điều kiện tiên quyết, tần nhiên có thể nhận ra được những kia vô hình tồn tại tỷ lệ gia tăng thật lớn. Nhất định phải thu được ai tắm này. Tần nhiên đáy lòng bay lên ý niệm như vậy. Bởi vì, nếu ở lần thứ bốn nhiều người phó bản xuất hiện như vậy quái vật, như vậy sau khi phó bản bên trong tất nhiên còn có thể có, ở không cách nào xác định có hay không có thể tìm tới càng tốt hơn trang bị trước, trước mắt, bệnh bùa hộ mệnh, chính là tận nhiên một cái nhất định phải trang bị. Cái bùa hộ mệnh này có thể bán trao tay cho ta không? Ta có thể ra giá cao. Ta có thể cảm giác được mặt trên của nó có có thể trợ giúp sức mạnh của ta. Tận nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về thuyền trưởng rô, cũng không có ẩn dấu ý nghĩ của chính mình. Đồng dạng, cũng sẽ không dùng cái gì bị ổi thủ đoạn vừa có xem thường duyên cớ, cũng có tần nhiên thủ vững nguyên tắc. Vì lẽ đó, hắn đưa ra mua. Cái gì? Thuyền trưởng rô ngẩn ra, hắn không nghĩ tới tần nhiên dĩ nhiên sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Không tự chủ, rô trên mặt liền hiện lên do dự vẻ mặt. Mặc dù đối với với tần nhiên đoàn người, rô có đầy đủ kính nể, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, hắn sẽ vô duyên vô cớ đem chính mình gia truyền bùa hộ mệnh bán cho đối phương mà ngay khi thuyền trưởng trô thời điểm do dự, tần nhiên trong tay đã xuất hiện một cái có tới ngón út đầu ngón tay to nhỏ đá quý màu đỏ. Đồng dạng là đến từ ánh nắng ban mai giáo hội ngàn năm tích lũy bảo tàng. Bất quá, cũng không phải có thể khảm nạm, bảo thạch, chỉ là phổ thông bảo thạch. Ở tần nhiên lần trước thu hoạch bên trong chiếm cứ phần lớn. Mà vào lần này phó bản bên trong, tần nhiên mang đến một phần, làm như bất cứ tình huống nào. Dù sao, hắn trải qua phó bản, bình thường nhất bảo thạch cũng đều là rất đáng giá. Ai cũng không cách nào bảo đảm, sẽ không dùng đến tiền thời điểm. Gần giống như hiện tại, nguyên bản do dự thuyền trưởng Rô, đang nhìn đến cái này dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang ống ánh ru chấm bê lúc, trên mặt do dự trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi. Hắn không nỡ chính mình bù hộ mệnh, cũng kính nể đặc thù sự vật, nhưng hắn trên bản chất vẫn là thương nhân không đúng vậy không sẽ vì an ca ngục giam vận tải đồ ăn dược phẩm duy nhất người địa phương có thể trợ giúp cho tần nhiên các hạ đây là ta vinh hạnh thuyền trưởng rô cười hồi đáp tần nhiên đồng dạng mỉm cười lên ngón tay búng một cái ru chấm bi liền chuẩn chuẩn rơi vào rô áo trong túi tiền nhìn như vậy một màn, thuyền trưởng rô trong nụ cười lần thứ hai có thêm một phần kính nể tuy rằng bởi vì nói chuyện hai người con khoảng cách 40 50cm khoảng cách, thế nhưng ngón tay búng một cái liền có thể làm cho đồ vật trong tay chuẩn xác rơi vào một cái nào đó điểm, mà sẽ không đụng chạm đến những địa phương khác. Thuyền trưởng Rô cũng không có từng trải qua, nhưng hắn nhưng nghe nói qua, thông qua thỉnh thoảng cùng Ancateo trên đảo cảnh ngục nhóm nói chuyện phím, ở cái kia trên đảo trong ngục giam, có một cái gia hỏa cũng có thể làm được những chuyện tương. Tự mà đang bị bắt bỏ tù trước, tên kia là tiếng tâm lừng lẫy thần thâu, cùng với vượt ngục giả sở dĩ bởi vì trọng cấp như vậy nhẹ tội bị giam nhập Anca Teo ngục giam cũng là bởi vì đối phương thực sự là quá có thể vượt ngục không có bất kỳ một tòa ngục giam có thể đóng lại đối phương ngoài trừ Anca Teo Vương nghĩ tới sáu người bên trong tùy ý một người thì có vị kia thần thâu thủ đoạn hơn nữa còn có hắn không biết có thể xử lý đặc thù sự vật thủ đoạn thuyền trưởng Rô đáy lòng ngoại trừ kính nể ở ngoài chính là kính nể thuyền trưởng Rô nội tâm nghĩ tới những chuyện này tần nhiên đương nhiên sẽ không biết. Bất quá, tần nhiên tâm tình không tệ. Có thể lấy như vậy giá cả thu được một cái đối với hắn mà nói cực kỳ hữu dụng trang bị, thực sự là quá có lời. Nếu như thả ở ngươi chơi trong lúc đó, chỉ ít ba, năm nghìn điểm tích phân mới có thể giải quyết, nói không chắc còn phải liên lụy một, hai cái điểm skill. Tần nhiên lập tức liền đem, bệnh bùa hộ mệnh, treo ở trên cổ. Đương nhiên đối với, bệnh bùa hộ mệnh, xuất hiện, tần nhiên cũng có càng nhiều suy đoán trùng hợp vẫn là báo trước tần nhiên không cách nào biết càng nhiều nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại tần nhiên tiếp tục cùng thuyền trưởng rô nói chuyện phím làm như người địa phương thuyền trưởng rô thực sự là quá quen thuộc Ancate hơn nữa cố ý lấy lòng ở tàu thủy sắp đến Ancate ngục giam bến tàu lúc tần nhiên đã có thể nói được với biết rõ Ancate ngay khi thuyền trưởng rô đi vào buồng lái tiếp thay mình lái chính nhưng tàu thủy tới gần bến tàu thời điểm, coi trời bằng vung, Trương Vĩ cùng Steinbeck mang theo chính mình hai cái bảo tiêu đi ra. Quả nhiên rất có vận may. Phó bản vừa bắt đầu liền có thể thu được trang bị. Đến, nhưng ta nắm cái tay, nước điểm số may. Coi trời bằng vung ngậm xì gà đưa tay ra. Bất quá, Tần Nhiên nhưng là lượm một cái không để ý đến. Mà bao quát coi trời bằng vung ở bên trong còn lại mọi người không có hỏi dò Tần Nhiên thu được cái gì vậy cũng là là tạm thời tổ đội quy củ. Ancatel tình hình đại thể hiểu rõ rồi. Trước đây là cái truyền thuyết nơi, hiện tại bởi vì chính phủ phổ biến mà trở thành ngục giam. Dết chóc cùng tù phạm chi đảo. Ngẫm lại đều cảm giác mặt trên có vấn đề. Đặc biệt là cái kia chết rồi sống lại nam tước. Nói không chắc chính là chúng ta muốn giải quyết phiền phức. Còn có sau khi xuất hiện người thừa kế, giáo chủ, cũng rất khả nghi. Coi trời bằng vung lấy đội trưởng thân phận tổng kết Tuy rằng ngoại trừ tận nhiên ở ngoài Những người khác không có đi ra khỏi phòng thuyền trưởng Thế nhưng tận nhiên cùng thuyền trưởng Rô ở ngoài cửa trò chuyện Không có một chút nào hạ thấp giọng ý tứ Này tự nhiên không gạt được nhận biết nhạy cả mấy người Thuyền trưởng Rô đối với An Cateo giảng giải Mấy người đều là nghe được rõ rõ ràng ràng Chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Steinbeck hỏi Tận nhiên có thể thấy rõ ràng vị này xuất thân bất phạm quý công tử sắc mặt tự hồ lại trắng một chút sẽ không đúng là nhát gan chứ tận nhiên đấy lòng nói thầm đương nhiên là đi một bước xem một bước chúng ta liền xính xin mời người của chúng ta còn không thấy a à. coi trời bằng vung cười nói lời này rất có đạo lý mọi người không có ai đi phản bác đều là lẳng lặng chờ đợi chư vị các hạ cặp bờ rồi theo thuyền trưởng rô tiếng la tàu thủy vững vàng ngừng ở bến tàu, tần nhiên đoàn người bị trước tiên mời xuống sau, thuyền trưởng rô mới chỉ huy đám thủy thủ vận chuyển vật tư. Mà tần nhiên một nhóm nhưng là gặp phải tiếp đón bọn họ người. Sở dĩ là tiếp đón, mà không phải mời mọc, đó là bởi vì người trước mắt một mặt lạnh nhạt. Đối phương cùng thuyền trưởng rô gần như tuổi. Bất quá, quần áo trang phục nhưng muốn được thể nhiều lắm, một thân âu phục màu đen, trà sạch sẽ tỏa sáng dày da, trên cầm một đống màu nâu râu mép sửa chữa chỉnh tề, tương tự màu nâu tóc cũng giống như vậy, mà sau hai mắt màu xám cùng nghiêm túc thận trọng mặt, thì lại biểu hiện đối phương nghiêm khắc cứng nhắc. Ở đối phương mở miệng thời điểm, như vậy nghiêm khắc cứng nhắc càng là phả vào mặt. Ta là Ancateo Ngục Giam Phó Trưởng Ngục. Suyết. Ta không rõ ràng trong ngục giam từ nơi nào tìm được ngươi nhóm. Nhưng ta hy vọng các ngươi rõ ràng, nơi này không phải mặt các ngươi tùy ý làm bậy địa phương, tốt nhất đều cho ta thủ quy cũ mang theo đơn giản giới thiệu cùng nồng đậm cảnh báo sau phó trưởng ngục đối với một bên chờ đợi đã lâu một tên cảnh ngục vẫy vẫy tay sau này một tuần bọn họ giao cho ngươi rồi nói như vậy xong phó trưởng ngục liền xoay người bước nhanh rời đi bến tàu chà chà thực sự là vên váo hung hăng a à? coi trời bằng vung chà chà có tiếng nói rằng suốt phó trưởng ngục chỉ là bởi vì gần nhất chuyện đã xảy ra có chút lo lắng rồi Bình thường, người cũng khá. Chư vị tiên sinh, ta là Cảnh Mục Dắt. Ben, mọi người gọi ta Dắt là tốt rồi. Vị kia bị điểm tên Cảnh Mục đi tới, hơn 30 tuổi, khuôn mặt phổ thông dáng dấp, vẻ mặt vẫn tính là hiền lành giới thiệu. "Bất quá, lập tức giọng điệu liền trở nên trở nên nghiêm lệ. Đón lấy một tuần, ta sẽ phối hợp các vị điều tra. Đương nhiên, bởi vì Ancateo tính đặc thù, ta hy vọng các vị đang điều tra trước nói rõ với ta, sau đó ta sẽ hướng về suốt phó trưởng mục nói rõ, đây là vì mọi người an toàn, tin tưởng ta, này không phải chuyện cười. Xin mời chư vị ghi khắc. Cảnh mục dắt lại một lần cường điệu. Được rồi, minh bạch. Tần nhiên mỉm cười gật đầu. Một bên coi trời bằng vung, trương vĩ im lặng không lên tiếng, tùy ý tần nhiên đứng ra cùng đối phương đánh giáo dục, Steinbeck càng là mang theo chính mình hai cái bảo tiêu dường như hoàn toàn không tồn tại giống như vậy, đem tất cả giao cho lính đánh thuê nhóm. Rất hiển nhiên, coi trời bằng vung ta nói chuyện nghệ thuật, dân bản địa hoàn toàn lý giải không rồi, câu nói này cũng không phải yếu ớt nói. Mà trương vĩ nhưng là ngầm thừa nhận tần nhiên trước thắng lợi, đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Chư vị, xin mời cùng ta đến. Tần nhiên phối hợp vẽ mặt, nhưng cảnh ngục lần thứ hai lộ ra mỉm cười, lúc này liền đi ở phía trước mang theo đường. Từ bến tàu vào ngục, đường xá cũng không dài, khoảng chừng khoảng 300 mét. Một mảnh bằng phẳng, với ngục giam tường ngoài trên thủ vệ cung cấp hài lòng xả kích tầm mắt. Mà trong ngục giam cũng giống như thế. Băng qua cửa lớn tận nhiên một nhóm, đối mặt chính là một cái rộng rãi lớn thao trường, ngục giam kiến trúc chủ đạo vật ngay khi thao trường chính giữa, bị ngoại vi tường vây vững vàng vòng ở trong đó, trên tường rào có vượt quá 20 tên súng ống đầy đủ thủ vệ qua lại tuần tra. Tần nhiên thậm chí nhìn thấy hai rất bị nhấc lên súng máy hạng nhẹ. Phong vệ nghiêm ngặt. Bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ cao lên ý nghĩ như thế. Ngục giam kiến trúc chủ đạo là một đống chiếm diện tích rất lớn ba tầng kiến trúc. Không có cửa chính, còn có đồ vật hai bên cửa. Phía tây một mặt, tương tự có một đội súng ống đầy đủ cảnh ngục canh gác mà kiến trúc vật bề ngoài cũng không có bất kỳ cửa sổ loại hình chỉ là dùng xi măng soạt ra một mảnh màu xám ở mặt đông một bên liền tốt hơn nhiều không chỉ có cửa sổ còn có mấy cái cửa sổ trên bầy đặt chậu hoa dắt mang theo tầng nhiên một nhóm đi vào chính là mặt đông một bên nơi này là ngục giam hành chính quản lý trung tâm video quản chế trung tâm ngục y phòng cứu thương cảnh ngục nhóm ký túc xá còn có kho hàng chờ tổng hợp lâu Nơi này là các ngươi tương lai một tuần được túc gian phòng, ngay khi video quản chế trung tâm sát vách. Ta bình thường đều ở video quản chế trung tâm, có bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm ta. Ba món ăn, chư vị có thể đi tới cảnh ngục căng tin. Bất quá, ngày hôm nay là chư vị tới Ancateo ngày thứ nhất, trưởng ngục dặn dò bếp trưởng chuẩn bị cho chư vị đầy đủ phong phú cơm trưa mà ta cũng rất may mắn có thể đồng thời thưởng thức. Giác một vừa giới thiệu, nói xong lời cuối cùng, hơn ba mươi tuổi dáng dấp cảnh mục lộ ra một cái chờ mong nụ cười mà bữa này cơm trưa đủ để xứng đáng dắt chờ mong một lát sau ngay khi tận nhiên một nhóm bên trong gian phòng một cái bàn tròn trên bày ra tràn đầy đồ ăn cục ốc sên, ngưu đuôi nước dùng dây nhỏ nướng bài cùng cá nướng còn có toàn bộ gà nướng cùng một khung bánh mì cùng với một bình rượu đỏ cùng đồ uống hoan nghênh các vị quan lâm an ca tuy rằng này cũng không phải cái gì tốt nói nhưng ta cũng không có cái gì cái khác hoan nghênh từ rồi. Cảnh mục giác bưng chén rượu đứng lên, lấy chủ nhân thân phận hoan nghênh tận nhiên một nhóm. Tận nhiên mấy người cũng dồn dập nâng chén. Bất quá, tận nhiên uống chính là đồ uống, trương vĩ, số một, số hai cũng đều là như vậy. Còn có coi trời bằng vung, Steinbeck bưng lên chính là rượu đỏ. Tận nhiên bưng đồ uống cái chén đưa đến bên mép, ngọt cam vị bên trong tung bay đặc biệt mùi thơm ngát cùng với một tia khác ngọt ngào. Mà ở nghe thấy được cái kia một tia ngọt ngào lúc, tần nhiên trong đầu trong nháy mắt hiện ra kỹ năng, y học. Dược phẩm tri thức, mang đến tri thức, có liên quan với độc dược bộ phận. Đừng uống, có độc. Tần nhiên gấp giọng quát lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 10 Tiếng súng bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com tần nhiên nhắc nhở liền như cùng là một chậu nước đá dội xuống nhường bầu không khí vẫn tính nhiệt liệt gian phòng trong nháy mắt trở nên động lại lên bưng cái chén tất cả mọi người như cùng là điêu khắc giống như không nhúc nhích loãng xoảng Steinbeck sắc mặt trắng bệch đem chén rượu vứt tại trên bàn dường như sợ như rắc rết giống như lùi về sau màu đỏ tươi rượu dịch theo mặt bàn chảy xuôi tí tách rơi trên mặt đất đánh vỡ loại này động lại cảm. Không thể nào. Đây chính là ta vừa nãy nhà bếp đem ra. Cảnh ngục giác ngờ vực nhìn tận nhiên, sau đó, lại cúi đầu nhìn một chút chén rượu trong tay. Cuối cùng, nhưng không có uống vào dũng khí. Cùng cảnh ngục giác ngờ vực đem so sánh, còn lại mọi người nhưng là đúng tận nhiên tin tưởng không nghi ngờ, bất luận là cùng tận nhiên giao hảo coi trời bằng vung, vẫn là cùng tận nhiên cạnh tranh trương vĩ, hay hoặc là là thuê giả Steinbeck, bọn họ đều tin tưởng tần nhiên sẽ không ở chuyện như vậy trên nói dối. Bởi vì, như vậy lời nói dối thực sự là quá dễ dàng bị chọc thủng. Chúng ta có thể đơn giản thí nghiệm một thoáng. Hoặc là tìm một vị nhân sĩ chuyên nghiệp. Tần nhiên nói rằng. Được rồi, ta nghĩ ngục y phim có thể làm ra càng phán đoán chuẩn xác. Hiển nhiên, cảnh ngục giác vẫn có hoài nghi. Ở tần nhiên dứt tiếng sau, liền đi ra ngoài như vậy nghi thức hoan nghênh thực sự là hoàn toàn mới xem ra có người rất không hoan nghênh chúng ta đến a à? coi trời bằng vung hai mắt nhìn chầm chầm chén rượu cười gằn lên ta đi phòng ăn nhà bếp tra nhìn một chút trương vĩ nói liền đứng lên đến lần này tần nhiên không có đang cùng đối phương cạnh tranh cũng không phải từ bỏ cùng đối phương cạnh tranh mà là nhận định đối phương sẽ không thu hoạch được gì nếu có thể vừa vặn ở nên tiếp bọn họ cơm trưa rượu đỏ đồ uống trung hạ độc, như vậy hạ độc giả tất nhiên là đã sớm làm chuẩn bị, ở đầy đủ thời gian dưới, đương nhiên sẽ không lưu lại dấu vết, bị người ta tóm lấy vết tích. Trương Vĩ rời đi hai phút sau, cảnh mục giác mang theo một vị đã có tuổi ông lão đi vào. Lão nhân ăn mặc bạch đại quái, trên mũi điều khiển một bộ lão hoa kính, hoa trăm tóc bị sơ ở sau gáy. Hiển nhiên, trước mắt vị này chính là giác trong miệng ngục y phiên. Bất quá, vị này đã có tuổi ngục y cũng không có cùng bên trong gian phòng tần nhiên nhóm người chào hỏi, mà là trực tiếp bưng lên chứa đựng rượu đỏ, đồ uống cái chén, đặt ở mũi dưới tinh tế khứu nghe. Là sói độc thảo. Có kịch độc. Một lát sau ngục y phim nói rằng. Là ai phát hiện? Ngục y tiếp theo dò hỏi. Rất hiển nhiên, dắt chỉ là đơn giản giảng giải chuyện phát sinh, mà không có nói rõ tường tận. Là ta tận nhiên đứng lên. Ngươi là học y xuất thân. Ngục y kinh ngạc nhìn tận nhiên mang theo non nớt khuôn mặt, theo bản năng đẩy một cái chính mình lão hoa kính, muốn nhìn rõ ràng tận nhiên dung mạo. Bởi vì, hắn có chút không dám tin tưởng có thể trong nháy mắt phát hiện trộn lẫn có kịch độc sói độc thảo người, dĩ nhiên sẽ là như vậy một vị trẻ tuổi. Phải biết, cho dù là hắn, cũng là tiêu tốn gần một phút mới có thể phán đoán ra là sói độc thảo loại độc chất này thuốc không phải. Ta là. Bác sĩ. Bác sĩ. Phim bác sĩ. Mau tới phòng ăn, có rất nhiều người ngộ độc thức ăn rồi. Tần nhiên giải thích bị cắt đứt. Hành lang kèn đồng bên trong truyền đến lo lắng tiếng la. Ta nhớ ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Rất nhiều người cần cứu trợ. Mà nơi này chỉ có ta một cái bác sĩ, đã có tuổi ngục y nhìn về phía tần nhiên, người sau rất thẳng thắn gật gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Bởi vì ở phim mở miệng thời điểm, tần nhiên võng mạc trên liền xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ. Trúng độc giả. Chi nhánh nhiệm vụ. Vừa bước lên teo ngươi liền đụng phải một lần hạ độc, hơn nữa, tự hồ hạ độc giả mục tiêu xa hoàn toàn không phải một mình ngươi. Ngươi có thể cấp tốc phân biệt ra rượu đỏ cùng đồ uống bên trong độc dược, khiến cho ngục y phim rất là yêu thích. Hiện tại Ngục Y phinh hướng về ngươi nhắc ra trợ giúp thỉnh cầu. Đi cứu trợ càng nhiều trúng độc giả đi, này sẽ làm ngươi ở An bên trong thu được tương đương danh vọng. Vậy chúng ta còn ở chờ cái gì? Đi theo ta. Ngục Y đứng lên, sau đó, lấy không phù hợp tuổi tác tư thái bước nhanh đi ra ngoài, tận nhiên đi theo thật sát. Mà cảnh Ngục Giác cũng theo sát phía sau. Chỉ để lại coi trời bằng vung cùng Steinbeck cùng với người sau hai vị bảo tiêu. Mắt to trừng mắt nhỏ. Ta nói rồi, 2567 có rất tốt vận may. Đương nhiên cũng là thực lực thể hiện. Làm như lần thứ 8 tiếng vào phó bản coi trời bằng vung tới nói, rất dễ dàng đoán được Tần Nhiên tại sao chịu đến vị kia lão ngục y thân lại. Đơn giản chính là Tần Nhiên phân biệt ra rượu đỏ cùng đồ uống bên trong độc dược. Đồng Dạng, coi trời bằng vung càng thêm rõ ràng, Tần Nhiên với cái gì có thể phân biệt ra tên kia với sói độc thảo độc dược y học, dược phẩm tri thức. Dĩ nhiên thật sự chế tạo, cơ sở y dược chế tác bàn. Hơn nữa, vừa vặn có tất yếu tiền tố kỹ năng, y học, dược phẩm tri thức. Vận may này đúng là quá tốt rồi. Coi trời bằng vùng cũng không có ảo não mình làm một bút gây go chuyện làm ăn, chỉ là đối với tận nhiên vận may, lần thứ hai từ đáy lòng phát sinh cảm thán. Số 1, trở về trò chơi gian phòng sau, liên hệ, lái buông. Toàn lực tìm kiếm tương tự có thể phân rõ thuốc kỹ năng. Steinbeck trực tiếp dặn dò hộ vệ của chính mình. Tình cảnh vừa nãy, thực sự là nhường hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng nếu như chính mình không có được tận nhiên nhắc nhở mà uống xong cái kia chén rượu hậu quả. Này chết tiệt trò chơi. Người trẻ tuổi lần thứ nhất có mất phong độ chửi bới lên tiếng. Mà đồng dạng chửi bới lên tiếng còn có trương vĩ rời đi mọi người vị trí gian phòng thẳng đến nhà bếp hắn cho là mình có thể tìm được cái gì đầu mối hữu dụng trương vĩ tin chắc cho dù hạ độc giả có chuẩn bị cũng sẽ lưu lại manh mối thế nhưng mới vừa tiến vào nhà bếp còn chưa kịp kiểm tra trương vĩ lại đột nhiên phát hiện từng cái từng cái chính đang đi ăn cơm cảnh viên bắt đầu miệng sùi bọt mép ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh trương vĩ theo bản năng liền đi bám thân kiểm tra thế nhưng sau một khắc liền bị chu vi vẫn tỉnh táo cảnh viên thô bạo đẩy hướng về phía góc tường đồng thời từng thanh súng lục thẳng tắp nhắm ngay hắn hiển nhiên những này cảnh viên hiểu lầm cái gì trương vĩ muốn giải thích bất quá không có ai muốn nghe trương vĩ giải thích mà đối mặt năm sáu cái đen nhánh nòng súng trương vĩ cũng lựa chọn sáng suốt giơ lên cao hai tay mà lại im lặng đón lấy trương vĩ liền nhìn thấy tần nhiên cùng một ông lão đi vào phòng ăn không giống với hắn bị năm sáu khẩu súng chỉ vào đi theo vị lão giả kia bên cạnh tần nhiên dĩ nhiên chịu đến tôn kính đặc biệt là làm tần nhiên dùng nguyên thủy nhất thúc muốn khạc nhổ nhường mấy hôn mê cảnh sát sau khi thoát khỏi nguy hiểm như vậy tôn kính càng ngày càng rõ ràng chết tiệt trương vĩ nhìn tần nhiên vương ngón tay bấm những kia trúng độc cảnh sát cái lưỡi do đó làm cho đối phương đem trong dạ dày tàn dư đồ ăn phun ra tình hình đấy lòng hoàn toàn là ngạc nhiên bởi vì hắn cũng biết đơn giản như vậy phương pháp thế nhưng ở tầng nhiên dùng đến trước hắn nhưng hoàn toàn không nghĩ lên từng trận hối hận xông lên đầu trương vĩ rất rõ ràng nếu như hắn cướp trước một bước tuyệt đối sẽ không để cho mình rơi xuống trình độ như vậy mà sau một khắc trương vĩ hối hận thì càng sâu hơn bởi vì tầng nhiên dĩ nhiên vừa cứu trị trúng độc cảnh ngục vừa quan minh chính đại kiểm tra toàn bộ phòng ăn cùng nhà bếp điều tra hoàn chỉnh cái phòng ăn, nhà bếp tần nhiên đem cái cuối cùng thúc ói cảnh viên thả xuống nằm ở trên mặt đất, liền dường như hắn dự liệu như vậy, vì kia hạ độc giả đem hết thảy đều thu thập sạch sành xanh, không có để lại bất kỳ manh mối. Bất quá, tần nhiên cũng không phải là không có thu hoạch. Tần nhiên nhìn quét một chút, chi nhánh nhiệm vụ. Trúng độc giả. Hoàn thành, nhắc nhở sau, ánh mắt nhìn về phía lão ngục y. Ta chỉ có thể làm đến một bước này rồi còn lại liền muốn xem ngươi bác sĩ này cũng không phải tần nhiên khiêm tốn tuy rằng hắn rất dễ dàng hoàn thành cái này chi nhánh nhiệm vụ nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho tần nhiên có thể hoàn thành đón lấy trị liệu cứ việc bởi vì có tương quan kỹ năng hắn không chỉ có hiểu được băng bó cũng biết rất nhiều dược phẩm tri thức thế nhưng là không có liên quan với trị liệu phương diện kỹ năng bởi vậy giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp mới là tối tốt đẹp cho tới loại này thúc muốn khạc nhổ chỉ có thể được cho là sinh hoạt thường thức. Thân là cô Nhi tận nhiên, rất sớm liền nắm giữ những thứ này. Ngươi đã làm được đầy đủ được rồi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng cần dùng thuốc gây nôn cùng rửa ruột. Lão Ngục Y cười gật đầu, hiển nhiên tận nhiên lại một lần thu được vị thầy thuốc này hảo cảm. Sau đó, vị này Lão Ngục Y đứng lên, đối với Chu Vi Cảnh Ngục nhóm nói rằng các tiểu tử đem bọn ngươi đồng bạn nhất đến ta phòng cứu thương. Bọn họ còn cần quan sát một quãng thời gian Lập tức đông đảo cảnh ngục nhóm là được động lên Mà cùng lúc đó Một trận tức đến nổ phổi thanh âm vang lên Ta đã cảnh cáo các ngươi nơi này Không phải mặc các ngươi tùy ý làm bậy địa phương Tốt nhất đều cho ta thủ quy cũ Mà hiện tại Các ngươi làm cái gì Phó trưởng ngục nổi giận đùng đùng chạy vào Chỉ vào tận nhiên lớn tiếng chất vấn Vì tiên sinh này vừa mới cứu chí ít 15 người hắn không nên chịu đến ngài chỉ trích suốt phó trưởng ngục vừa mới chuẩn bị rời đi lão ngục y với tận nhiên đứng dậy một bên cảnh ngục nhóm cũng dồn dập cau mày nhìn kỹ phó trưởng ngục tuy rằng vẻ mặt nhỏ bé nhưng cũng bị tận nhiên từng cái đặt ở trong mắt không được lòng người tận nhiên đến ra phó trưởng ngục ở cảnh ngục bên trong hình ảnh mà sau một khắc phó trưởng ngục liền biểu hiện ra vì sao lại như vậy không được lòng người Phiên ngươi chỉ là một cái ngục y mà ta là nơi này trưởng ngục ngươi không có quyền lực nhắc nhở ta nên làm như thế nào xoay người phó trưởng ngục nhìn chằm chằm lão ngục y từng chữ từng câu nói như vậy Sviko sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào lão ngục y không chút nào để ý tới phó trưởng ngục hùng hổ dọa người chỉ là chỉ chỉ phía sau của đối phương ở nơi đó một cái nam tử bóng người chính trực bước nhanh xuất hiện trưởng ngục Phó trưởng Ngục Xuyết nhìn cái kia xuất hiện bóng người, lập tức khí thế một trận. Cả người liền không nói lời nào. Mà một bên lão Ngục Y thì lại dường như ngoan đồng giống như, hướng về phía tận nhiên giảo hoạt nở nụ cười, sau đó trừng mắt nhìn, đi làm chuyện của chính mình. Xuyết, ta hy vọng ngươi đối với phim duy trì nên có tôn kính. Không phải là bởi vì chức vụ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì tuổi tác. Hắn đầy đủ trở thành cha của ngươi rồi. Vóc người tầm trung, Khuôn mặt mang theo nghiêm khắc nam tử, lấy nghiêm túc giọng điệu nói rằng Được rồi, trưởng ngục. Phó trưởng ngục môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng, nhìn như vậy đáp ứng nói. Sau đó, đối phương hiển nhiên không muốn ở này làm mất đi mặt mũi địa phương ở lâu, nhìn chầm chầm tận nhiên, trương vĩ một chút sau, liền xoay người rời đi. Xin lỗi. Ta là mời các ngươi đến Ancateo trưởng ngục. Sejiko. Trước mắt nam tử thay mình trợ thủ xin lỗi sau đó giới thiệu chính mình. Ta là Tần Nhiên. Đây là đội viên của ta Trương Vĩ. Chúng ta còn có bốn vị đội viên ở ngài sắp xếp gian phòng. Nếu như có thể, một lúc mời ngài đi tới nơi đó tỉ mỉ dành cho chúng ta nói rõ một thoáng ngài nơi này chuyện đã xảy ra. Tần Nhiên lại một lần nữa đại diện cho cả nhánh đội ngũ đứng ra trò chuyện. Trương Vĩ đứng ở một bên duy trì trầm mặt. Cho dù không muốn, nhưng Trương Vĩ không phải không thừa nhận, vào lúc này tần nhiên đứng ra, muốn so với hắn càng tốt hơn. Đây là đương nhiên. Trưởng ngục cười nói. Âm. Mà ngay khi trưởng ngục cùng tần nhiên chuẩn bị đi tới với tần nhiên một nhóm sắp xếp gian phòng, tiến hành nói chuyện thời điểm, đột ngột, một tiếng súng vang truyền đến. Liên quan một tiếng im bặt đi, nhưng có chút quen tai kinh ngạc thốt lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 11 Diệt khẩu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Phó trưởng Ngục Khi nghe đến cái kia thanh kêu thảm thời điểm, tần nhiên cũng đã kết luận là ai phát sinh như vậy kêu thảm. Thân thể hầu như là bản năng liền hướng tiếng súng vang lên địa phương chạy đi. Khác nào như mũi tên rời cung, đem dê, cấp bậc nhanh nhẹn phát huy vô cùng nhường nhuyễn. Trương Vĩ nhưng là theo sát phía sau, tương tự là tốc độ cực nhanh, khác nào thoát cương tuấn mã. Mà mãi đến tận hai người chạy ra gần xa 10 mét sau đông đảo cảnh ngục, trưởng ngục mới được động lên. Chạy nhanh bên trong tầng nhiên, điểm khả nghi bộc phát. Không đúng. Tần nhiên hồi tưởng tiến vào an ca ngục giam sau chuyện đã xảy ra, cao mày. Từ rượu của bọn họ đồ uống bên trong bị hạ độc, đến đông đảo cảnh ngục trúng độc, lại tới phó trưởng ngục bị đấu súng, một chuyện tiếp theo một chuyện. Tựa hồ. Hết thảy đều có người sắp xếp. Đối phương. Ban đầu mục tiêu chính là vị kia phó trưởng ngục. Trong giây lát, ý nghĩ như thế xuất hiện ở tầng nhiên đáy lòng. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy ngã vào tầng một đến tầng hai cầu thang chuyển giao phó trưởng ngục. Trước còn vênh váo tự đắc phó trưởng ngục, vào lúc này bộ mặt bị đạn lực va đập đánh cho hiền nát tan, đã hoàn toàn mất đi hơi thở sự sống chỉ có thể dựa vào trang phục đến xác nhận thân phận của đối phương. Mà đối diện lầu hai cửa thang gác cầu thang trên vách tường, máu tươi dị thường chói mắt, trên vách tường một cái lỗ đạn cực kỳ rõ ràng. Ngoài ra, hoàn toàn không có một bóng người. Nhìn vết máu cùng lỗ đạn, tần nhiên trong đầu liền hiện lên ngoại trừ hình ảnh như vậy bởi vì trưởng mục Sviko xuất hiện, phó trưởng mục suýt mang theo buồn bực trời đi. Đối phương hùng hùng hổ hổ đi lên thang lầu. Sau đó, đột nhiên phát hiện ở lầu hai cửa thang gác đứng một cái nắm súng người theo bản năng phó trưởng ngục xuếch liền muốn kinh kêu thành tiếng thế nhưng đối phương nhưng đồng thời nổ súng một súng trúng mục tiêu phó trưởng ngục bộ mặt tiếp theo chính là mọi người ở phòng ăn nghe được im bặt đi kinh ngạc thốt lên xạ thủ đến từ trên lầu tận nhiên suy đoán trên lầu người cũng không ít dù sao hai tầng là cảnh viên khu túc xá ba tầng nhưng là phòng cứu thương, trưởng mục, phó trưởng mục văn phòng, mà vừa rất nhiều cảnh ngục dơ lên trúng độc đồng lưu đi tới phòng cứu thương. Không cách nào xác định Tần Nhiên hai mắt nhắm lại, lần theo lập tức mở ra. Nhất thời, Tần Nhiên trước mắt liền trở nên rõ ràng lên, đồng thời lập tức có phát hiện. Trên thang lầu có từ trên xuống dưới màu trắng vết chân, ngổn ngang dường như trừ tượng vẽ giống như vậy, nhưng vẫn như cũ để lại dấu vết. Bởi vì mỗi cái vết chân đều là nối liền đại diện cho vết chân chủ nhân lên lầu xuống lầu quá trình vì lẽ đó làm trong đó đột ngột đột nhiên xuất hiện một đôi hướng phía dưới vết chân lúc đúng là cực kỳ dễ thấy tận nhiên đi tới cái kia đột ngột đột nhiên xuất hiện hướng phía dưới vết chân bên theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên nơi đó đối diện lầu hai cửa thang gác nổ súng sau khi vượt qua tay vịn liền nhảy xuống sau đó không thể đi tới nhân số đông đảo phòng ăn phương hướng, chỉ có thể là chạy hướng về một bên khác. Muốn tạo thành chính mình không ở trên lầu giả tạo, bài trừ hoài nghi. Bất quá, chữa lợn lành thành lợn que rồi. Chạy vội trên lầu hai cửa thang gác, tần nhiên nhìn một bên tay vịn trên ở, lần theo, bên dưới, có vẻ cực kỳ rõ ràng màu trắng dấu tay, không khỏi ở đáy lòng tự nói. Lập tức, xà thủ phạm vi liền bị thu nhỏ lại đến một cái trong phạm vi mà vào lúc này, so với tần nhiên chậm một bước trương vĩ mới xuất hiện. Trương vĩ liếc mắt nhìn ngẩng đầu nhìn cửa thang gác tần nhiên, sau đó, lại nhìn một chút cầu thang trên vách tường vết máu, lỗ đạn, lúc này liền hướng hai tầng chạy như bay. Cho tới tần nhiên tại sao đứng tại chỗ bất động. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng chuyện này cũng không hề là trương vĩ dừng bước lại lý do. Hắn cần chính là bắt lấy hung thủ. Bởi vì, đánh giá kinh nghiệm, Trương Vĩ có thể xác nhận, trước mắt sự kiện tuyệt đối có thể thu được chi nhánh nhiệm vụ. Mà nếu như thuận lợi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thì lại sẽ tăng cao thông qua đánh giá. Đây là mỗi một cái player theo đuổi. Trương Vĩ chạy như bay, cảnh ngục cùng trưởng ngục vừa mới đến nơi thang lầu. Suết. Trưởng ngục Sviko nhìn ngã vào trong vũng máu phó trưởng ngục, không khỏi kinh hô. Sau đó, phẫn nộ liền chiếm cứ vị trưởng ngục này mặt hắn nhìn quét một chút chu vi tình cảnh lớn tiếng quát lên lầu cho ta đem tên kia tìm ra ta muốn tự tay đem hắn ném vào nước ngầm lao phải chu vi cảnh ngục cùng kêu lên trả lời khuôn mặt trên cùng trưởng ngục giống như vậy đều mang theo phẫn nộ tuy rằng phó trưởng ngục rất không được lòng người nhưng cũng là bọn họ một cái hệ thống đồng liêu liền như vậy bị người bắn chết ở địa bàn của bọn họ trên bọn họ là không cách nào nhìn được Nhất định phải tìm tới cái kia hung thủ Chờ đã Tần nhiên ở cảnh ngục hành động trước Đột nhiên lên tiếng ngăn lại Mà từ đầu đến cuối Ánh mắt của hắn đều không được vết tích khóa chặt Ở trên người một người Cái ở đông đảo cảnh ngục đến sau Mới từ một bên khác xuất hiện Ở đội ngũ sau cảnh ngục trên người Làm sao tần nhiên tiên sinh Trưởng ngục nghi hoặc nhìn tần nhiên Cảnh ngục nhóm cũng là một mặt không rõ trong đó mấy cái tính khí táo bạo càng là một mặt thiếu kiên nhẫn, hiển nhiên, nếu như không phải tần nhiên trước ở phòng ăn trợ giúp qua bọn họ, đã có không nhỏ danh tiếng, đồng thời có trưởng mục tự mình mời mọc, này mấy cái cảnh mục nhất định sẽ không chú ý đối mặt chờ trương vĩ phương thức, đối xử tần nhiên. Không muốn hy vọng những này mỗi ngày đối xử cùng hung cực ác tội phạm cảnh mục nhóm, sẽ có sự dễ dãi. Ta nhớ ngài cần ta hỗ trợ. Tìm ra tên hung thủ này tần nhiên nói như vậy nói ngươi đã tìm tới hung thủ như vậy xin ngươi đem hung thủ là ai nói cho ta trưởng ngục kinh ngạc nhìn tần nhiên sau đó lập tức nghiêm túc nói đương nhiên tần nhiên gật gật đầu lập tức một cái chi nhánh nhiệm vụ hiện lên ở võng mạc trên phát hiện chi nhánh nhiệm vụ bất ngờ hung thủ chi nhánh nhiệm vụ làm người chán ghét phó trưởng ngục bị người giết chết ở lầu một đến cầu thang trên thang lầu mặc dù đối phương rất đáng ghét, thế nhưng là thân là Ancatel ngục giam một thành viên, trưởng ngục không cho phép thuộc hạ của chính mình như vậy không minh bạch tử vong, ngươi cần trợ giúp trưởng ngục, tìm ra hung thủ. Hung thủ chính là... Hắn. Tần nhiên giơ tay chỉ về chỉ tay khóa chặt mục tiêu. Trưởng ngục, cảnh ngục ánh mắt nhìn về phía tần nhiên ngón tay chỉ phương hướng. Một cái hơn 50 tuổi, thân mặt cảnh phục, khuôn mặt già nua nam tử đứng ở nơi đó làm sao có khả năng sẽ là lão Tom. Làm trưởng ngục, cảnh ngục nhìn thấy Tần Nhiên chỉ người lúc, dồn dập lắc đầu lên tiếng, một mặt không tin. Tần Nhiên, ngươi có phải là lầm? Lão Tom đã ở Ancateo chơi luôn 30 năm. Hắn rất tận chức, phụ trách, hơn nữa là đám người kia bên trong tối hiền lành một cái. Không thể là hắn. Trưởng ngục ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên, mà làm như bị Tần Nhiên chỉ chứng lão Tom cũng là ánh mắt không sợ nhìn tần nhiên. Ngươi tại sao muốn như vậy nói xấu ta? Đối phương như vậy chất vấn tần nhiên. Mặt mũi già nua trở nên phẫn nộ, tự hồ chịu đến to lớn nhất nói xấu. Nói xấu. Tần nhiên cười khẽ chỉ chỉ lầu hai cửa thang gác, chậm rãi nói rằng. Ngươi ở hai cửa thang gác trên xà kích, sau đó, vượt qua tay vịn, nhảy về lầu một, chạy nửa hướng về mặt khác một bên, cách làm như thế, còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng tốt như vậy dùng. Đem chính mình giấu ở một đám người bên trong mới là tốt nhất cách làm. Đương nhiên, ngươi phải nhớ kỹ đem lầu hai cầu thang tay viện trên hoa văn ngón tay trà sát. Còn có. Đổi một thân một bộ cùng dậy, khói thuốc súng phản ứng đo lường cũng không khó khăn. Theo tần nhiên lời nói, lão tâm sắc mặt chính là cấp tốc biến hóa, đợi được tần nhiên nói ra câu nói sau cùng thời điểm, cả người mặt càng là dữ tận cực kỳ vướng bận gia hỏa, chết đi cho ta. Lão Tông móc ra bên hông súng ống, nhắm ngay tần nhiên, liền muốn kéo cò súng. Bất quá, tần nhiên nhưng nhanh hơn hắn. M1905, trong nháy mắt xuất hiện ở tần nhiên trong tay. Âm. Tiếng súng bên trong, lão Tông súng bị đánh rơi trên đất, toàn bộ bàn tay đầm đìa máu tươi. Nhưng đối với Phương nhưng phản phất bất giác giống như, như trước hung tận nhìn chằm chầm, chầm tần nhiên dĩ nhiên đúng là lão tom chu vi cảnh ngục không thể tin tưởng nhìn hình ảnh trước mắt lão tom tại sao đồng dạng không thể tin tưởng còn có trưởng ngục svico tại sao đương nhiên là à. lão tom hừ lạnh một tiếng chuẩn bị nói cái gì nhưng sau một khắc nhưng là toàn thân co giật miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không nổi sói độc thảo cảnh ngục trưởng ngục nhìn này quen thuộc một màn dồn dập hút vào ngụm khí lạnh. Tần nhiên cấp tốc vọt tới, bắt đầu với đối phương thúc ói, thế nhưng lông mày nhưng là trói chặt. Giết người diệt khẩu. Ý niệm như vậy từ tần nhiên đáy lòng bay lên, tùy theo chính là thứ hai ý nghĩ. Đối phương còn có đồng bọn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 12 Dị dạng bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com phim bác sĩ thế nào ba tầng phòng cứu thương ở ngoài theo lão ngục y đi sau khi đi ra trưởng ngục liền đi tới truy hỏi trước ở tầng nhiên với lão tom thúc ói sau liền nhanh chóng đem người đưa đến trong phòng cứu thương nhường biến đổi thầy thuốc chuyên nghiệp với lão tom tiến hành cứu trị sống sót rồi bất quá còn hôn mê lão ngục y thở dài nói rằng làm như tòa này ngục giam ngục y, Phim rất rõ ràng, lão tâm sống sót cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Tử vong, có thể mới là đối phương càng tốt hơn quy tụ. Bất quá, chuyện này cũng không phải hắn một cái ngục y có thể quản. Hắn, chỉ có thể tận cùng chức trách của chính mình. Rất tốt. Sống sót là tốt rồi. Không phải vậy, ta làm sao có thể tìm tới hắn còn lại đồng bọn? Trưởng ngục Sviko trên mặt mang theo dữ tận nói rằng. Sviko có thể trở thành trưởng ngục, tự nhiên cũng không phải đứa ngốc. Ở trải qua ban đầu khiếp sợ sau, cấp tốc tỉnh táo lại Sviko, liếc mắt liền thấy thấu vết người diệt khẩu bản chất. Không chỉ có xua tan chu vi cảnh ngục, hơn nữa, còn cấm chỉ tần nhiên, trương vĩ ở ngoài nhậm chức người nào tới ba tầng phòng cứu thương. Trưởng ngục Sviko muốn làm gì tần nhiên là rõ ràng trong lòng. Rất hiển nhiên, đối với sát hại chính mình thuộc hạ hung thủ, đặc biệt là làm tên hung thủ này vẫn là thuộc hạ của chính mình lúc, làm như trưởng mục Shiko, triệt để sự phẫn nộ. Chí ít đang đợi cứu trị lão Tom trong khoảng thời gian này, vì trưởng mục này đã không chỉ một lần tự lẩm bẩm như là dết, quét sạch, chờ từ ngữ. Hơn nữa, tận nhiên chắc chắn, cho dù lão Tom chết rồi, đối phương cũng sẽ nhường lão Tom sống sót. Bởi vì, chỉ có như vậy mới có thể dẫn ra, lão Tom đồng bọn. Cho dù thủ đoạn là lừa dối. Vị trưởng ngục này đối với với mình tôn nghiêm, có vượt quá tầm thường chấp nhất. Tận nhiên tiên sinh, cảm tạ trước ngươi trợ giúp. Xem ra ta mời các vị đến đây là ta gần đây làm ra lựa chọn sáng suốt nhất một trong. Được mình muốn tin tức sau, trưởng ngục Sviko xoay người hướng về tận nhiên biểu đạt lòng biết ơn. Có thể tiếp vào ngục dài mời, tương tự là vinh hạnh của chúng ta. Hơn nữa, ta đồng ý trợ giúp trưởng ngục tìm ra đối phương đồng bọn. Tần Nhiên mặt mỉm cười, tiếng mang khách khí trả lời. Đương nhiên, như vậy mỉm cười cùng khách khí tuyệt đối không phải là bởi vì trước mắt trưởng mục bản thân, vẹn vẹn là bởi vì đối phương mang đến chi nhánh nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, hơn nữa, rõ ràng còn có đến tiếp sau. Chi nhánh nhiệm vụ. Bất ngờ hung thủ. Hoàn thành, nhìn quét một chút đã hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Tần Nhiên lặng lặng chờ đợi đối phương trả lời. Hắn tin tưởng từ ban đầu chi nhánh nhiệm vụ trúng độc giả bắt đầu đến vừa bất ngờ hung thủ hắn đã thu được đối phương đầy đủ tín nhiệm mà tất cả liền dường như tần nhiên dự liệu như vậy trưởng mục svico ở thoáng sau khi tự hỏi liền gật đầu đồng ý ta rất tình nguyện tần nhiên sự hỗ trợ của ngươi đương nhiên ta cũng hy vọng tần nhiên ngươi có thể càng nhanh hơn giải quyết trong một giam cái khác phiền phức liền như cùng ngươi có thể trong nháy mắt nhìn thấu lão tông trò vặt giống như đối phương nói như vậy nói. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ. Ẩn giấu đồng bọn. Chi nhánh nhiệm vụ. Lão Tom cũng không phải một người, ở sau người hắn còn có một cái càng thêm giảo hoạt, lòng dạ độc ác gia hỏa, tìm ra hắn. Theo trưởng mục Svico lời nói, tần nhiên võng mặt trên, lần thứ hai xuất hiện thu được chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. Đối với này, tần nhiên báo lấy mỉm cười. Mà đứng ở một bên trương vĩ nhìn tần nhiên nụ cười trên mặt, nhưng cảm giác đặc biệt chói mắt. Ngẫm lại trước hắn vội vã xông lên lâu dáng dấp, Trương Vĩ liền cảm giác mình thực sự là rất ngu rất ngây thơ. Rõ ràng tần nhiên đứng tại chỗ bất động, khẳng định là có vấn đề. Hắn dĩ nhiên bởi vì nhất thời nóng ruột mà bị ván đầu. Đáng ghét. Theo bản năng, Trương Vĩ nghĩ đến chính mình gặp phải tần nhiên sau khi rất nhiều không thuận, không khỏi một trận buồn bực, nhìn về phía tần nhiên ánh mắt càng ngày càng không quen nhận biết đã đạt đến dê, tận nhiên, ngay đầu tiên liền cảm nhận được trương vĩ ánh mắt bất thiện. Bất quá, đối với này tận nhiên nhưng là không để ý chút nào. Có cao cấp tổ đội khế ước tràn buộc, trừ phi là trương vĩ liền mạng của mình cũng không muốn, nếu không, căn bản không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Mà sự quan hệ giữa hai người, hiển nhiên sẽ không để cho trương vĩ làm được trình độ như thế này. Như vậy xin mời trưởng ngục tỷ Mỹ tự thuật một thoáng toàn bộ quá trình. Đương nhiên là chúng ta hết thảy đồng bạn trước. Tần Nhiên đem sự chú ý từ trên người Trương Vĩ lần thứ hai thả lại đến Trưởng Mục trên người, hắn nhắc nhở đối phương. "Ngươi không cách nào đại biểu bọn họ hết thảy." Trưởng Mục ngạc nhiên nhìn Tần Nhiên. "Chúng ta mỗi người đều có từng người am hiểu bộ phận. Vì lẽ đó, chúng ta mới sẽ tạo thành một đoàn đội mà không phải một người hành động." Tần Nhiên mỉm cười giải thích. "Được rồi, các ngươi trước tiên đi trong phòng chờ đợi, ta sau đó liền đến. Trưởng ngục gật đầu một cái nói. Nhưng ngài mong muốn. Tần nhiên mỉm cười không đổi cáo biệt trưởng ngục, sau đó, liền hướng dưới lầu đi đến, sắp tới đem đạp lên thang lầu thời điểm, ánh mắt của hắn thoáng quét một vòng hành lang. Ở đi về hành lang phía tây có hai đạo khổng lồ hàng rào sắt, đem toàn bộ hành lang chia ra làm hai. Mặt đông là cảnh ngục vị trí, phía tây nhưng là tù phạm vị trí nắm súng cảnh ngục, hai hai vòng ban thủ tại chỗ này. Mà ở hành lang trên vách tường, càng là có quản chế ló đầu, cả tầng lầu không có gốc chết bị quản chế ló đầu bao phủ trong đó. Bố trí như thế chỉ xuất hiện ở tầng thứ ba, tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất hoàn toàn sử dụng xi măng tường tách ra. Cũng tương tự cho thấy lão tông cùng đối phương đồng bạn, tại sao phải đem phó trưởng ngục dẫn ra, mà không phải ở lầu ba phó trưởng ngục bên trong phòng làm việc đồng thủ một khi gặp phải động tĩnh, hoàn toàn chạy không được. Hơn nữa, cho dù có thể vô thanh vô tức quét sạch phó trưởng ngục, quản chế ló đầu cũng có thể ghi chép tất cả. Thoáng lục soát, liền có thể làm cho lộ ra nguyên hình. Giải quyết một nỗi nghi hoặc, nhưng một cái khác nghi hoặc xuất hiện ở tầng nhiên đáy lòng. Trong ngục giam tại sao muốn như vậy bố trí? Ở trưởng ngục, phó trưởng ngục, phòng cứu thương cùng tầng trệt, mở ra một cái đi về tù phạm vị trí lao tù thông đạo, này theo tầng nhiên có chút không thể nào hiểu được. Dù sao, theo tầng nhiên, một mặt độ dày đạt đến 40cm xi măng tường so với hai đạo hàng rào sắt cùng hai cái nắm súng cảnh ngục an toàn nhiều lắm. Hơn nữa, còn có chính là trưởng ngục thái độ. Đối phương từng sáng tỏ biểu thị là đối phương xính xin bọn họ đến An Cateo ngục giang. Vì giải quyết một ít đặc thù sự vật. Thế nhưng, vừa đối phương biểu hiện, nhưng xa không như trong tưởng tượng cấp bách so với những kia đặc thù sự vật đối phương biến đổi quan tâm chính là mình bị khiêu khích tôn nghiêm trên thực tế đối phương ở ban đầu liền biểu hiện ra thái độ như vậy bến tàu trên đối phương sắp xếp phó trưởng ngục nghênh tiếp bọn họ sau đó hoan nghênh tiệc rượu cũng chỉ là một cái phổ thông cảnh ngục cho rằng đại biểu nếu như không phải phát sinh cảnh ngục chuyện bị trúng độc theo tận nhiên đối phương tự như có lẽ là sẽ không xuất hiện này có thể không nên là một cái nóng lòng giải quyết đặc thù sự vật cố chủ biểu hiện ra thái độ. a, à, thú vị. Tần nhiên khóe môi vẫn lên, chậm rãi đi xuống thang lầu. 2567, ngươi quả nhiên số may. Đến, phân ta một ít. Trở lại thuộc về mình một nhóm gian phòng tần nhiên, chịu đến coi trời bằng vung nhiệt liệt hoang nghênh, mở hai tay ra liền muốn cho tần nhiên một cái ông ấp. Bất quá, lại bị tần nhiên rất dễ dàng né tránh. Chỉ là đúng dịp. Tần nhiên như vậy trả lời. Rõ ràng vừa phát sinh ở phòng ăn, cầu thang sự tình, đã truyền tới coi trời bằng vung trong tay. Cho tới ai báo cho coi trời bằng vung. Ngoại trừ vị kia cảnh mục dắt ở ngoài, tần nhiên trong lòng không có người thứ hai tuyển. Đúng dịp cũng là đến có thực lực, có vận may mới được. Có phát hiện gì sao? Coi trời bằng vung trêu gẹo một câu sau, rất nghiêm nghị hướng về tần nhiên trương vĩ hỏi ta không có càng nhiều phát hiện trương vĩ bỏ lại một câu nói như vậy sau liền trực tiếp nằm ở trên một cái giường không nói lời nào đối với này coi trời bằng vung cũng không hề để ý hắn càng thêm xem trọng chính là tần nhiên tuy rằng trương vĩ cũng coi như là không sai nhưng là cùng có thể ở người mới phó bản liền làm đến hai chi nắm đấm thép hai ống phóng trốc, két lần thứ nhất phó bản liền có thể làm đến 10 cái, bảo thạch, trong đó một cái càng là trạng nước cấp tận nhiên khác đem so sánh, vẫn là chênh lệch rất nhiều, bất luận là thực lực, vẫn là vận may, đều là như vậy. Vị trưởng ngục kia có chút không đúng lắm. Tận nhiên lập tức liền đem mình phát hiện nói ra. Việc quan hệ đầu mối chính nhiệm vụ, đều là mọi người cùng chung, cũng không có cái gì có thể ẩn giấu. À, coi trời bằng vung vuốt cầm suy nghĩ có phát hiện. Nhìn coi trời bằng vung dáng dấp, Tần Nhiên mang theo mong đợi hỏi. Đối với đã trải qua 7 lần phó bản coi trời bằng vung, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không khinh thường, kinh nghiệm của đối phương, thực lực đều là hắn giờ phút này không cách nào so với. Vì lẽ đó, một ít hắn không cách nào nhìn thấy chi tiết nhỏ, coi trời bằng vung có lẽ sẽ chú ý tới. Hoàn toàn không có. Ta không phải một cái am hiểu phân tích người rồi. Chỉ có ở thời điểm chiến đấu ta mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất. Coi trời bằng vung rất chăm chú trả lời. Nhất thời, tần nhiên liền lần thứ hai lường một cái. Nằm ở trên giường chập mắt trương vĩ, làm ẩn hình người Steinbeck đều là thân hình hơi ngưng lại, hiển nhiên hoàn toàn không có dự liệu được đáp án này. Chuyện như vậy giao cho 2567 ngươi là tốt rồi. Làm quái vật xuất hiện, giao cho ta là tốt rồi. Phân công hợp tác mà, coi trời bằng vung cười lớn nói. Bất quá, tiếng cười rất nhanh sẽ thu lại. Mà ở giây tiếp theo, tần nhiên trong tai vang lên một loạt tiếng bước chân. Là vị trưởng ngục kia tiếng bước chân. Thùng thùng. Khoan thai đến muộn đối phương vang lên cửa phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 13 Kim Phin Hét bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com hoan nghênh các vị đến an ta là nơi này trưởng ngục sviko ở đi vào gian phòng sau trưởng ngục lấy chủ nhân thân phận hoan nghênh tận nhiên một nhóm không giống với ban đầu phó trưởng ngục nghênh tiếp lúc sống ngồi cứng nhắc trước mắt trưởng ngục mang theo trên mặt có vẻ mỉm cười nhưng không có chân thành cảm giác chỉ là một loại qua loa cho xong mà sau khi đối thoại cũng đầy rẫy công thức cảm, Ancatel không lớn, nhưng cũng có rất nhiều nơi cần ta tự thân làm, vì lẽ đó, không thể trước tiên nên tiếp các vị. Thực sự là xin lỗi rồi. Đặc biệt là chuyện mới vừa phát sinh, càng làm cho ta sức đầu mẻ tráng. Lấy xin lỗi lời nói làm như mới đầu, trưởng ngục Sugiko bắt đầu giảng giải nổi lên tại sao tần nhiên một nhóm sẽ đi tới nơi này trọng điểm. Sự tình là phát sinh một tháng trước. Kinfin. Hết, Hét, người này các vị nói vậy đều biết, hét tà giáo người lãnh đạo, một cái đáng thương tinh thần phân liệt người bệnh, dẫn đến hơn trăm người tự sát thủ phạm. Hắn bị bắt sau, nhốt vào Ancateo. Trên thực tế, Ancateo bên trong giam giữ đều là cái khác ngục giam không cách nào thu nhận phạm nhân, bọn họ bằng không là tội ác tày trời, bằng không chính là độc đáo bản lĩnh, ngoại trừ Ancateo ở ngoài, không có bất kỳ địa phương nào có thể quan tâm những người này. Nói đến đây, trưởng mục Svico trên mặt hiện ra một vệt kiêu ngạo so với trước mỉm cười, chân thành nhiều lắm. Sau đó, đối phương kế tục nói rằng. Kim Phin. Hét cũng không ngoại lệ. Hắn từ một năm trước đi tới Ancatel sau, liền bị triệt để đóng kín lên, hắn cái kia đầu độc lòng người bản lĩnh, không có bất kỳ tác dụng gì. Vì lẽ đó, hắn tuyệt vọng rồi. Hắn lựa chọn tự sát. Chí ít. Vừa bắt đầu ta là cho là như thế. Trưởng mục Svioco dừng lại một chút sau nói: Như vậy, phát sinh cái gì? Dựa theo trước quy cũ, tần nhiên đại diện cho mọi người hỏi: Tự sát. Tù phạm nhóm liên tiếp tự sát. Tuy rằng hàng năm cũng có không cách nào nhìn được gia hỏa lựa chọn con đường này, thế nhưng tuyệt đối không có như Kinfin. Hét chết rồi như vậy nhiều lần, trong vòng một tháng, đã có sáu người chết ở chính mình tù thất bên trong. Hơn nữa Ancateo bản địa truyền thuyết một ít không tốt ngôn luận bắt đầu ở trong ngục truyền bá. Vì lẽ đó, ta mời tới các vị. Trưởng ngục ngẩng đầu lên nhìn quét bên trong gian phòng tất cả mọi người, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở tận nhiên trên người. Hắn nói như vậy nói. 2567 tiên sinh đã chứng minh chính mình, ta hy vọng các ngươi cũng có thể có 2567 tiên sinh thực lực. Dắt. Bên đều sẽ là các ngươi đón lấy một tuần hướng đạo, cùng đi nhân viên nói, trưởng ngục liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Trưởng ngục các hạ, chúng ta có thể đi tới những kia tù phạm tự sát tù thất sao? Còn có những kia tù phạm tư liệu, cũng là chúng ta cần. Tận nhiên hỏi. Đương nhiên. Ta sẽ đem phần lớn quyền hạn giao cho giác. Ben, mà giác không cách nào xử lý sự tình, các ngươi cũng có thể thông qua giác đến liên hệ ta. Trưởng ngục gật gật đầu. Vô cùng cảm kích chúng ta sẽ mau chóng xử lý tốt tất cả. Tần nhiên trả lời. Mà như vậy trả lời, thì lại nhường trưởng ngục cảm thấy thỏa mãn, nghiêm túc mặt bên trong lần thứ hai hiện lên vẻ tươi cười sau, bước nhanh rời khỏi phòng. Cái gì gọi là ta hy vọng các ngươi cũng có thể có 2.567 tiên sinh thực lực. Người này không chỉ có là ở qua loa, hơn nữa còn đang khích bác ly gián. Theo trưởng ngục tiếng bước chân đi xa, Coi trời bằng vung bắt đầu mô phỏng theo trưởng ngục lời nói, trên mặt thì lại mang theo nồng đậm châm chọc. Quả nhiên, người này mời mọc chúng ta đến đây là vì che giấu tai mắt người, làm gián một chút. Ngậm xì gà coi trời bằng vung, tần tần hút một cái, phun ra một cái nồng đậm thuốc phiện vòng sau, nói tiếp. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía, từ khi trưởng ngục sau khi rời đi, liền trầm tư tần nhiên. 2567, ngươi nghĩ tới điều gì? coi trời bằng vung hỏi kinh phiên hét hét tà giáo người lãnh đạo cho dù đối phương là qua loa cho xong che giấu tai mắt người thế nhưng trước đối phương nói tới tin tức hẳn là không phải giả tù phạm nhóm liên tiếp tự sát mà theo kinh phiên hét chết rồi bắt đầu cho dù thời gian trôi qua một tháng lưu hạ manh mối cũng sẽ trở nên mơ hồ nhưng nếu như điều tra vẫn như cũ hẳn là từ nơi nào bắt đầu tận nhiên nói rằng Ừm. Ta lưu lại bảo vệ chúng ta cố chủ. Coi trời bằng vung gật gật đầu, tán thành tận nhiên lời giải thích, cho thấy nhiệm vụ của chính mình, ta lưu lại nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường chập mắt trương vĩ mắt đều không mở nói rằng. Chúc ngươi nhiều may mắn. Steinbeck vị cố chủ này nhưng là thân mật nói rằng. Tần nhiên gật gật đầu, xoay người liền rời khỏi phòng. Ba vị tạm thời đội viên thái độ bất nhất, nhưng cũng đều không gì đáng trách. Coi trời bằng vung nằm trong chức trách, chính là vì bảo vệ cố chủ Steinbeck. Tuy rằng không biết, lái buông đưa ra giá bao nhiêu cách thuê coi trời bằng vung, nhưng tự nhiên có thể khẳng định, tuyệt đối muốn cao hơn nhiều thuê hắn giá cả. Chí ít là phù hợp qua cửa lần thứ 8 phó bản cao đánh giá tiền lời. Nếu không, lấy coi trời bằng vung đã từng đã cảnh cáo hắn như là mỗi cái phó bản đều muốn đem hết toàn lực đào móc chi nhánh nhiệm vụ, lời nói, đối phương tuyệt đối sẽ không như hiện tại giống như vậy, như thế nhàn nhã. Steinbeck làm như bị người bảo hộ, chỉ cầu an ổn vượt qua phó bản, an ổn chờ ở một chỗ mới là thích hợp nhất. Mà số 1, số 2. Đương nhiên lấy Steinbeck làm chủ, cho tới Trương Vĩ. Hiển nhiên, vị này tạm thời đội viên tuyệt đối sẽ không ở lại chỗ này chân chính nghỉ ngơi, chỉ có điều là không dự định cùng hắn ở đi đồng nhất khối khu vực thôi. Đối với này, tận nhiên rõ ràng trong lòng nhưng nhưng sẽ không quá nhiều để ý tới. Phó bản bên trong đào móc chi nhánh nhiệm vụ là mỗi người đều có quyền lực. Tần nhiên vẫn không có bá đạo đến cho rằng toàn bộ nhiều người phó bản chi nhánh nhiệm vụ đều là hắn. Rời khỏi phòng, tần nhiên tiến vào sát vách video quản chế trung tâm, đang ngồi ở trên ghế cảnh ngục giác, lập tức đứng lên. 2567 tiên sinh, có dặn dò gì sao? Hiển nhiên trải qua trưởng ngục dặn dò, cảnh ngục dắt đối với tận nhiên thái độ càng ngày càng cung kính dĩ nhiên đối với với này quái là danh hiệu cũng biến thành thích ứng ta nhớ đi chỗ đó vị tà giáo người lãnh đạo tù thất bên trong điều tra nếu như có thể ta nhớ từ ba tầng nơi đó thông qua Tần nhiên nói sau đó bổ sung một câu từ nơi nào thông qua được rồi trong khi tiến lên cảnh ngục dắt sững sờ sau đó rồi mới lên tiếng làm sao nơi đó có cái gì đặc thù sao? Chỉnh đóng kiến trúc một tầng, hai tầng đều dùng xi măng tường giam giữ lên, chỉ có nơi đó mở một con đường. Tận nhiên nói bóng gió. Là vì trưởng ngục thị sát thuận tiện. Trưởng ngục yêu thích từ phòng làm việc của hắn trực tiếp tiến vào nhà giam khu vực. Đương nhiên, những người khác cũng có thể thông hành, chỉ cần không phải tù phạm. Cảnh ngục dắt giải thích, sau đó, vẫn cùng tận nhiên cầm lái cười. Đồng thời, hai người đi lên thang lầu, nói cách khác, nơi đó là trưởng ngục cố ý lưu lại. Tần nhiên hiếp hai mắt hỏi, Hưng, là trưởng ngục tiền nhiệm năm thứ hai mở ra. Nói thật, mọi người cũng theo thuận tiện không ít. Một ít người, càng là nuôi thành từ lầu ba bên trong thông hành quen thuộc, mà không phải từ bên ngoài đi đường vòng phía tây nhà giam khu lối vào. Cảnh ngục giắt gật đầu nói, trưởng ngục mệnh lệnh mở ra chỉ là để cho tiện. Tần nhiên đáy lòng đánh cái dấu chấm hỏi. Bất quá, tần nhiên cũng không có lần thứ hai hỏi dò. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt. Lầu ba cửa thang gác, đã gần trong gan tấc. Phải biết hắn lựa chọn đi nơi này, không phải là vì đồ mới mẻ. Mà là có tự thân mục đích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 14 Tù thất Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lão Tom ở ba tầng phòng cứu thương hôn mê. Mũi tên Đông Bắc trưởng ngục văn phòng cũng ở lầu ba. Có thể đi về phía Tây Hành lang cũng ở lầu ba. Những lý do này đầy đủ, tần nhiên lại một lần nữa đi tới nơi này đóng kiến trúc lầu ba, ở cảnh ngục giác cùng đi bên dưới. Trên thực tế, nếu như có thể, tần nhiên không ngại một mình đến một chuyến. Bất quá, vừa nghĩ tới cái kia trải rộng mấy camera hành lang, tần nhiên chính là hơi nhướng mày. Cho dù là chuyên gia cấp bậc, tìm hành, cũng không cách nào nhường hắn có thể tự do ra vào nơi này. Dù sao, tìm hành, không phải thuộc ẩn thân. Hơn nữa, vị trưởng ngục kia, hiển nhiên vì bắt được lão tông đồng bọn, mà một lần nữa bố trí một phen. Hai tên cảnh ngục hai bên trái phải đứng ở nơi đó, Nghiêm túc thận trọng nhìn kỹ mỗi một cái đi tới lầu ba người, tìm kiếm mỗi một cái có thể trở thành lão tông đồng bọn kẻ tình nghi. Nhìn bố trí như thế, tự nhiên không khỏi ở đấy lòng lắc lắc đầu. Đối với có thể bắt được lão tông đồng bọn, đó là không chút nào ông hy vọng. Có thể bố trí xuống trước hỗn loạn, đem phó trưởng mục dẫn ra quét sạch, mà lại lại giết người diệt khẩu gia hỏa. Đối phương tất nhiên là cẩn thận mà lại cẩn thận dù cho biết rõ lão Tom còn sống sót, cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện ở đây. Cho dù không có hai cái như đồng môn như thần cảnh ngục cũng giống như vậy. Tần nhiên vẹn vẹn là đến rồi một lần, liền đối với che kín lậu ba hành làng máy camera, ký ức chưa phai, huống chi là cố ý thiết kế đem phó trưởng ngục dẫn ra quét sạch đối phương. Đối phương tất nhiên sẽ dùng cái khác phương thức. Tần nhiên vô cùng chắc chắc suy đoán. Dù cho đối phương vẹn vẹn là vì mình an toàn, hay là lão tom ở trưởng ngục các loại thủ đoạn dưới sẽ bảo thủ bí mật nhưng càng nhiều nhưng là thổ lộ sự tình hơn nữa đối với phương đã sớm đối với lão tom tiến hành rồi giết người diệt khẩu kế hoạch gặp phải phản bội lão tom tại sao phải cho đối phương bảo thủ bí mật đổi lầm là hắn hắn cũng sẽ đem đối phương nói ra kéo đối phương cùng chết đối với vị trưởng ngục kia lòng dạ độc ác tần nhiên tuyệt đối là tin tưởng tuy rằng vị trưởng ngục kia rất khắc chế chính mình thế nhưng trên người mùi máu tanh nhưng là không gạt được tầng nhiên một lần người mới phó bản lại thêm một lần chính thức phó bản đã sớm đem tầng nhiên đối với mùi máu tanh nhận biết huấn luyện nhạy cảm cực kỳ gần như trở thành một loại trực giác đối phương sẽ lấy cái gì dạng phương pháp lại chế tạo một trận hỗn loạn dẫn ra lực chú ý của tất cả mọi người không thể thực hiện được trải qua trước một lần hỗn loạn hết thảy người cũng đã đề cao cảnh giác huống chi, hai vị này thủ ở cảnh ngục ở đây, nhất định nhận được trưởng mục như là bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không có thể rời đi mệnh lệnh. Hơn nữa, coi như là có thể thành công, đối phương cũng không cách nào né tránh máy camera. Tự nhiên không nghĩ ra cách gì có thể lặng yên tiến vào nơi này. Bởi vì, bất luận làm thế nào, cuối cùng đều sẽ bị phát hiện. Trừ phi là có thể ẩn thân, hoặc là có tương tự u linh sát thủ tồn tại. Nhưng, điều này có thể sao? Tần nhiên trầm ngâm, nhưng không có càng nhanh hơn dưới định kết luận. Bệnh bùa hộ mệnh, xuất hiện, nhưng tần nhiên có có đủ nhiều suy đoán. Hô! Không có càng nhiều chứng cứ, manh mối, không cách nào suy đoán ra càng nhiều tần nhiên, không khỏi hít một hơi thật sâu. Sau đó, trong đầu đột nhiên thoáng hiện một cái ý nghĩ. Liên quan với trưởng ngục. Vì trưởng ngục kia cũng không phải một cái ngu dốt người hắn hẳn phải biết làm như vậy căn bản là không có cách bắt được hắn muốn cầm người nhưng hắn nhưng làm như vậy rồi bởi vì này chính là vị trưởng ngục kia muốn hắn không cần tìm ra đối phương là ai hắn chỉ cần chờ đợi lão tom thức tỉnh sau đó tất cả liền minh bạch vì lẽ đó lão tom vị kia đồng bọn chỉ còn dư lại hai con đường chạy trốn hoặc là đầu hàng vị trưởng ngục kia là đang bức bách lão tom vị kia đồng bọn làm ra lựa chọn mà bất luận làm ra lựa chọn như thế nào, kết cục tất nhiên là cực kỳ thê thảm. Tìm đến phía tự nhiên không cần phải nói, rơi vào trưởng ngục trong tay, làm sao có khả năng nịnh hót tốt. Chạy trốn. Vì trưởng ngục kia đã làm ra như vậy bức bách, tự nhiên sẽ có phòng bị. Theo bản năng, tự nhiên trong đầu liền phản phất xuất hiện một tấm tên là trưởng ngục võng lớn, đang hướng về lão tông đồng bọn trùng tới. Như vậy, ta nên làm gì hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đây? Tần nhiên vừa đi vừa nghĩ. Chi nhánh nhiệm vụ, ẩn giấu đồng bọn, là tìm ra lão tông đồng bọn. Nếu như bị trưởng ngục tìm tới, nhiệm vụ này tự nhiên là thất bại. Chi nhánh nhiệm vụ thất bại, không chỉ có sẽ ảnh hưởng qua cửa đánh giá, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng người liên quan vật độ thiện cảm. Đối với vị trưởng ngục kia độ thiện cảm, tần nhiên không phải quá để ý. Thế nhưng, đối với qua cửa đánh giá, nhưng là vô cùng lưu ý. Cái kia quan hệ đến điểm tích phân cùng điểm skill. Ngay khi tần nhiên suy nghĩ chính mình bước kế tiếp nên làm như thế nào thời điểm, đã đi tới cái kia hai đạo hàng rào sắt trước mặt. Có cảnh mục dắt, tần nhiên rất dễ dàng thông qua hai cái nắm súng cảnh mục kiểm tra, hoặc là nói. Hoàn toàn không có kiểm tra, chỉ là nhìn lướt qua. Dù cho tần nhiên cũng lấy một cái không nhỏ bao, cũng giống như vậy thực sự là thư giãn thùng rỗng kêu to kém xa xem ra nghiêm ngặt tần nhiên nhìn quét một chút hai cái có vẻ lại giàu dạc nắm súng cảnh ngục thậm chí hoài nghi một khi phát sinh cái gì khẩn cấp tình huống hai người này nắm súng cảnh ngục có thể có tác dụng gì lớn tiếng rít gào sao ở đây đảm nhiệm thủ vệ được cho là alca teo bên trong thoải mái nhất việc rồi trên thực tế coi như không có bọn họ cũng sẽ không xảy ra chuyện mỗi người đều muốn làm cái này. Bất quá, điều này cần số may rút thăm, không phải các lượt chế, hàng năm chúng ta đều sẽ lấy ra 6 cái may mắn gia hỏa, các lượt thủ tại chỗ này. Không chỉ có công tác ung dung, hơn nữa, còn có ngoài ngạch tiền trợ cấp. Thực sự là người may mắn, không phải sao. Cảnh ngục giác thông qua hàng rào sát sau, liền bắt đầu hướng về tận nhiên khởi xướng bực tức. Tận nhiên mỉm cười đối mặt. Rất hiển nhiên, dựa theo đối phương lời giải thích, đây là một người người đều ước ao thanh nhàn công tác, chỉ có điều, đối phương hẳn là không cơ hội sẽ trở thành như vậy người may mắn. Mà tận nhiên biến đổi lưu ý đối phương một câu nói. Giác, ngươi là nói nơi này không có thủ vệ, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tận nhiên hỏi. Đó là đương nhiên, nơi này nhưng là Ancateo, trên thế giới tàn khốc nhất, cũng là nghiêm mật nhất ngục giam. Cảnh ngục giác nói, liền chỉ về cách đó không xa theo cảnh ngục dắt ngón tay, tần nhiên nhìn về phía trước. Từng cái từng cái sông toàn mật phong tù thất, xuất hiện ở trước mắt của hắn, ánh đèn rọi sáng hành lang một bên, một loạt dày nặng cửa sắt khảm nạm ở trong vách tường, bị từ ngoại dụng to bằng lòng bàn tay khóa sắt khóa kín. Mỗi một phiến cửa sắt khoảng cách có tới xa 3 mét. Mà mỗi một phiến trên cửa sắt, chỉ để lại hai cái hoàn toàn từ bên ngoài mới có thể mở ra, chỉ có thể thông qua dài không tới 20cm, cao bất quá 10 cm miệng cống. Hai người này miệng cống. Mặt trên chính là dùng để quan sát tù thất bên trong phạm nhân, mà phía dưới nhưng là dùng để đưa bàn ăn. Tù phạm nhóm mỗi ngày chỉ có một món ăn, tin tưởng ta, cho dù là ăn uống điều độ nữ hài đối mặt này điểm đồ ăn, cũng sẽ thán phục với phân lượng ít ỏi. Không có thông khí, một tuần chỉ có thể đi ra giặt một lần táo, mà cái này cũng là bọn họ chỉ có, duy nhất trời đi tù thất cơ hội, còn lại thời điểm, bọn họ nhất định phải toàn trời 24 giờ chờ ở bên trong. Cảnh ngục giác vừa đi vừa nói, cuối cùng ở ba tầng phần cuối, một chỗ liền hành lang ánh đèn đều không thể chiếu rọi địa phương ngừng lại. Nơi này chính là Kim Phin. Hết tù thất. Ở Ancatel hết thảy tù thất bên trong, cũng là điều kiện ác liệt nhất một gian. Ta hy vọng 2.567 tiên sinh ngươi có thể che mũi, tuy rằng sau đó chúng ta đem hết toàn lực quét tước, thế nhưng mùi vị vẫn còn có chút lớn nói xong cảnh ngục dắt dùng chìa khóa mở ra cửa lao liền như cùng đối phương nói như vậy tanh tưởi mùi phả vào mặt nhường tận nhiên hơi nhướng mày hơn nữa tù thất bên trong tối tâm cực kỳ nếu như không phải tận nhiên có dây cấp bậc nhận biết giao cho thị lực căn bản là không cách nào nhìn rõ ràng bên trong tất cả một cái bồn cầu một tấm cũ nát thảm không có đèn cũng không có càng nhiều gia cụ đây chính là tụ thất bên trong hết thảy. Cảnh ngục giác bưng mũi, mở ra đèn pin cầm tay, đi vào trong đó, tần nhiên sau đó tiến vào. Nó danh xứng với thực. Cảm thụ càng ngày càng nồng nặc tanh tưởi, tần nhiên đánh giá, sau đó trực tiếp mở ra kỹ năng, lần theo. Lập tức, một đám lớn chói mắt màu đỏ tươi, lấy cực kỳ có thứ tự tư thái xuất hiện ở tần nhiên trước mắt. Đây là cái gì? Tần nhiên không khỏi trừng lớn hai mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 15 Bất ngờ phát hiện Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một ít chữ viết Không, càng thêm nói chuẩn xác là một ít phù hiệu cùng đồ hình tổ hợp xuất hiện ở tầng nhiên trong mắt Lấy máu tươi vẽ thành hai cái hình tròn đồ án, một lớn một nhỏ, lớn trùng vào nhỏ bé, làm cho cả đồ án chia làm trong ngoài hai tầng, trung tâm bộ phận có một cái cực kỳ trừu tượng đồ án, dường như một con. Bò cạp. Tần nhiên không hoàn toàn chắc chắn nhận ra cái này đồ án đến tột cùng có phải là bò cạp. Trên thực tế, nhìn trước mắt lấy máu tươi hoặc viết hoặc vẽ đồ vật, tần nhiên đều không xác định có hay không như đồ hắn cho rằng, phù hiệu, đồ hình. Cho tới chữ viết. Tần nhiên xin thầy hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy chữ viết. Chí ít, Hắn đã từng đã học trong tri thức không có. Này đến tột cùng là cái gì? Tần Nhiên ánh mắt chỉ nhìn ở vào hai cái hình tròn trong lúc đó vị trí. Ở đây có càng nhiều phù hiệu. Lấy một cái chính trực sau năm cánh với bắt đầu, đến một cái cũng sau năm cánh làm kết thúc. Trung gian dựa theo Tần Nhiên tính toán, có đại thể 41 cái phù hiệu. Cũng không phải Tần Nhiên không muốn càng thêm con số chính xác, chỉ là những ký hiệu này thực sự là quá mức xa lạ phức tạp, khiến cho tận nhiên hoàn toàn không có cách nào nhận biết, chúng nó đến tột cùng là hợp lại cùng nhau, đại diện cho một cái ý tứ, vẫn là hai hai tổ hợp, đại diện cho một cái khác ý tứ. Tận nhiên liền như vậy tồn trên mặt đất, nhìn những ký hiệu này. Hắn muốn tìm ra trong đó quy luật. Đầy đủ 10 phút. Nhưng cuối cùng nhưng là tận nhiên lông mày hoàn toàn cau lên đến. Rất hiển nhiên, tận nhiên không thu hoạch được gì. Đối mặt hoàn toàn xa lạ đồ vật, muốn quy nạp tổng kết, tuyệt đối không phải mười mấy phút liền có thể hoàn thành, đặc biệt là khi nó còn cực kỳ phức tạp lúc. Hô! Thở dài, tần nhiên đứng lên, quay đầu kiểm tra bốn phía. Nhưng không có càng nhiều phát hiện. 2567 tiên sinh, ngài có phát hiện gì sao? Ở một bên đánh đèn pin, bưng mũi cảnh mục giác, nhìn đứng lên đến tần nhiên, lập tức hỏi. Có một ít. Kinh phim hét là chết như thế nào? Tự nhiên không có nhỏ nói mình phát hiện, mà là hỏi dò này tù thất trên một tù nhân tử vong phương thức. Kim Phin Hét tên kia chính là một người điên. Ngài có thể tưởng tượng, chính mình cắn rách cổ tay của mình, sau đó, chính mình cho mình lấy máu tình hình sao? Ta ở Ancateo đảm nhiệm 10 năm cảnh ngục, gặp vô số người cùng hung cực ác, thế nhưng lần thứ nhất nhìn thấy như thế tên điên cuồng. Nói chuyện đến Kim Phin. Cảnh mục dắt trên mặt liền không khỏi hiện ra sợ hãi. Có càng nhiều liên quan với Kim Phiên, hết sự tình sao? Hắn bị bắt lúc, có hay không cái gì món đồ tùy thân? Tần nhiên kế tục hỏi. Ta ngoại trừ biết cái này gia hỏa lúc cái tà giáo, đầu lĩnh, nhường hơn trăm người tự sát ở ngoài, cũng không biết càng nhiều liên quan với người này sự tình. Nếu như có thể, ta thậm chí ngay cả những chuyện này đều không muốn biết thực sự là quá mức sợn cả tóc gáy rồi. Hơn nữa, cái này gia hỏa là tự thú, không phải là bị bắt. Cảnh ngục giác nói liền rùng mình một cái. Là tự thú, không phải là bị bắt. Đối phương một câu nói, nhưng tần nhiên rất là kinh ngạc. Hừm, tên kia trốn cùng con chuột như thế. Làm sao bắt đều không bắt được. Nếu như không phải tự thú, ta nghĩ hắn còn có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Đương nhiên, với bên ngoài tuyên bố chính là bị bắt. Cảnh ngục giắt nhúng vai một cái nói rằng. Hiển nhiên, này không phải cái gì hào quang sự tình. Hắn tự thú thời điểm, không có mang bất kỳ vật phẩm sao. Tỷ như. Thư tịch, ghi chép loại hình. Tần nhiên vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Đối với những kia phù hiệu, đồ hình tổ hợp hiếu kỳ, nhưng hắn rất muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Mà ở thông thường tình huống dưới, Tri thức ghi lại ở sách vở bên trong. Vì lẽ đó, Kim Phin hét bên người thư tịch, ghi chép, rất khả năng có liên quan với những ký hiệu này, đồ hình tổ hợp tri thức. Đáng tiếc chính là, cảnh ngục giác trả lời là làm người thất vọng. Không có. Tên kia một năm trước tự thú lúc hoàn toàn chính là đi một mình tiến vào cục cảnh sát, ngoại trừ bên người đồ áo, liền cái ví tiền đều không có. Cảnh ngục dắt cẩn thận hồi ức, sau đó. Đưa ra trả lời. Cần ta lần thứ hai đi chứng thực một chút không? Cảnh ngục giác hỏi. Không cần rồi. Vậy chúng ta đi tới còn lại sáu có tù phạm tự sát tù thất đi. Tần nhiên lắc lắc đầu. Hắn không cho là cảnh ngục giác sẽ ở phương diện này lừa dối hắn. Huống chi, cho dù kinh phim. Hết có ghi chép những ký hiệu này, đồ hình tổ hợp ghi chép, thư tịch, e sợ ở hắn tự thú trong nháy mắt cũng sẽ rơi vào một ít người trong tay. Dù sao, cái này phó bản bên trong đã xuất hiện bọn họ như vậy, nhân sĩ chuyên nghiệp, như vậy có cái khác nhân sĩ chuyên nghiệp cũng sẽ không với quái. Những người này mong rằng đối với một cái có thể đầu độc hơn trăm người tự sát tà giáo. Đầu lĩnh bên người ghi chép, thư tịch sẽ có tương đối lớn hứng thú. Tuy rằng ở người bình thường trong mắt, kinh phin, hét là một cái đáng thương tinh thần phân liệt người bệnh còn lại sáu cái có tù phạm tự sát tù thất có hai cái đồng dạng ở ba tầng ba cái tập trung ở hai tầng còn lại một cái thì lại ở một tầng tầng hai tầng cũng có mấy camera không bằng ba tầng dày đặc nhưng cũng đầy đủ thống ông đồm toàn cục mà ở tự sát tù phạm tù thất phân bố quy luật mặt trên không có đặc biệt gì ở tìm tòi mặt trên phía trước năm cái tù thất cũng giống như thế hiện tại tầng nhiên đi tới cuối cùng một gian tù thất so với kim Phin Hét tù thất mà nói, này sáu cái tù phạm vị trí tù thất, tốt hơn không ít, đương nhiên, chỉ là cùng kim Phin Hét vị trí tù thất đem so sánh. Vĩnh viễn không muốn ảo tưởng ra một gian quán trọ phòng thượng đẳng giáng dấp. Bởi vì, Ancatel tốt nhất tù thất, cũng không sánh được quán trọ v c Liền dường như trước mắt, cảnh mục dắt nói tới Ancatel tốt nhất tù thất, cũng chỉ có điều là có thêm một chiếc cố định ở trên trần nhà đốt đèn, cùng một tấm đồng dạng cố định ở trên sàn nhà thép giá giường, cùng với trên bồn cầu có thêm cái cái nắp. Như trước không thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ. Đồng dạng không có bồn rửa mặt loại hình. Một tầng là cho những kia tương đối thành thật tù phạm chuẩn bị. Bọn họ có lúc có thể được phép xem. Bất quá, cơ hội cũng không nhiều. Cảnh ngục giác giới thiệu hy vọng cho thư tịch của bọn họ trên không muốn miêu tả quá nhiều tự do. Tần nhiên vừa nói, vừa lần thứ hai mở ra, lần theo. Chỉ hy vọng như thế. Bất quá, cái này cũng là bọn họ có tội thì phải chịu. Cảnh ngục giác cười cợt. Cũng không cùng tình những tù phạm này. Đồng dạng, tần nhiên cũng không có. Bởi vì, thông qua cảnh ngục giác giảng giải, tần nhiên đối với giam ở đây gia hỏa có một cái đại thể hiểu rõ, thật giống như hắn hiện tại cái này tù thất, được gọi là giam giữ tương đối thành thật tù phạm, mà chính là cái này tương đối thành thật tù phạm, cướp đoạt ba ngân hàng, sát hại không thấp hơn 10 tên người vô tội. Nói đơn giản, Teo mỗi một cái gia hỏa đều được cho là tội ác tày trời, cho dù tội danh nhẹ nhất một cái, đặt ở liên bang, cũng đầy đủ bắn chết 10 lần. Cho tới có hay không có bị oan uổng. Ở tại hắn ngục giam có lẽ sẽ có, thế nhưng ở Teo tuyệt đối không có. Bởi vì, nơi này giam giữ đều là chứng cứ xác thực tù phạm. Đây là cảnh ngục giác nói. Mặc dù đối với này, tần nhiên có hoài nghi là được rồi. Mở ra, lần theo, tần nhiên, dường như trước năm lần giống như vậy, thật lòng tìm tòi chỉnh tù thất. Chút nào tất hiện tầm nhìn bên trong, tất cả vết tích đều chạy không thoát tần nhiên hai mắt. Nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Trước mắt tù thất, phi thường, sạch sẽ không có một chút nào vết tích lưu lại. Ván giường dưới, bồn cầu sau, thậm chí là khe cửa bên trong, tần nhiên có thể nghĩ đến ẩn giấu đồ vật địa phương, cũng đều nhất nhất động thủ đã kiểm tra, nhưng cũng không có thứ gì. Cũng không biết là những tù phạm này không có thứ gì lưu lại. Vẫn là lưu lại, lại bị quét dọn sạch sẽ. Tần nhiên nghiêng về người sau. Một bên cảnh ngục giác đã không chỉ một lần oán giận qua quét tước những này tự sát tù phạm vị trí tù thất phiền phức. Thực sự là quá mức sạch sẽ rồi. Tận nhiên cảm thán Lấy nơi này cảnh ngục đối xử tù phạm thái độ, tuyệt đối không thể quét tước làm như vậy tình mới đúng. Nhất định phải sạch sẽ. Bởi vì mỗi một lần đều là trưởng ngục trước tiên tự mình quét tước, tiếp theo mới là chúng ta đi quét tước. Cuối cùng, trưởng ngục còn có thể kiểm tra tốt mấy tên bởi vì quét tước không chăm chú bị trưởng ngục quát mắng rồi cảnh ngục giác mang theo bất đắc dĩ giọng điệu nói rằng trưởng ngục tự mình quét tước tận nhiên một mặt kinh ngạc này hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn ở trong ấn tượng của hắn vị trưởng ngục kia cũng sẽ không giống là làm như vậy sự tình người đúng đấy những kia tù phạm là cạn bã nhưng nơi này nhưng là địa bàn của ta ta không muốn bọn họ cùng những kia cặn bã bình thường dơ bẩn, trưởng mục câu nói này, ở đây nhưng là danh ngôn. Cảnh mục giác hồi đáp. Rất phù hợp trưởng mục phong cách. Tần nhiên gật gật đầu, hướng về tù thất đi ra ngoài. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng tần nhiên đối với vị trưởng mục kia điểm khả nghi nhưng là càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Nhưng trước mắt không có bất kỳ phát hiện, đợi tiếp nữa cũng là vô dụng. Còn không bằng phản trở về phòng, hướng về coi trời bằng vung thỉnh giáo những kia phù hiệu, đồ hình ý tứ, nói không chắc lấy đối phương lần thứ tám phó bản trải qua, sẽ hiểu được những ký hiệu này, đồ hình ý tứ. Nói không chắc sẽ có phát hiện gì. Đi ra tù thất tần nhiên, cũng không có lại leo lên lầu ba, trở về mặt đông. Mà là chuẩn bị đi phía tây nhà giam khu lối ra, lại trở về mặt đông. Bất quá, vẫn không có chờ tần nhiên cất bước, phía tây nhà giam khu cửa lớn liền mở, một đội năm người, võ trang đầy đủ cảnh ngục đi vào. Bọn họ mở ra tù thất cửa, nhường bên trong tù phạm đi ra. Mỗi một tù nhân đều là rối bù, toàn thân tỏa ra tanh tưởi, đồng thời, trong tay nâng một khối gấp gọn lại khăn mặt, cũng chỉ có khăn mặt, không có xà phòng, chậu rửa mặt loại hình. Rửa ráy. Nhìn tình cảnh này, tự nhiên trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đây chính là cảnh ngục giác nói tới một tuần chỉ có thể đi ra tù thất một cơ hội duy nhất. Rửa ráy ngày hôm nay lại là rửa ráy ngày a một bên cảnh ngục dắt tựa hồ mới nhớ tới ngày này sau đó đi tới hành lang tới gần vách tường vị trí ra hiệu tận nhiên cũng làm như vậy đây là trưởng ngục định ra quy củ không nhiệm vụ người nhất định phải cho chấp hành nhiệm vụ giả nhường đường rửa ráy ngày là ca teo trong ngục giam nhiệm vụ rất trọng yếu bởi vì chỉ có ngày đó tù phạm sẽ rời đi tù thất cảnh ngục giác cùng tần nhiên sống vai đứng chung một chỗ Đầu tiên là giải thích một câu, sau đó lúc này mới thấp giọng nói thầm lên. Quả nhiên trước đầu độc khiến người ta tay trở nên không đủ sao? Nguyên bản ít nhất phải 10 người đội ngũ. Trúng độc đương nhiên sẽ không nhường cảnh ngục giảm quân số nhiều người như vậy. Không đủ nhân lực nguyên nhân thực sự là vị trưởng ngục kia bố trí ở Ancateo ngục giam ngoại vi, chuẩn bị bắt lấy lão Tom vị kia khả năng chạy đồng bọn. Đối với này, tận nhiên rõ ràng trong lòng. Bất quá nhưng không thể hướng về cảnh ngục giác giải thích. Đứng ở một bên, tần nhiên nhìn kỹ từng cái từng cái tù thất cửa bị mở ra, từng cái từng cái tù phạm đi ra. Rất nhanh, tần nhiên đối diện mặt tù thất sắc cửa bị mở ra. Ha, có thể nhìn thấy ánh mặt trời thật tốt. Một cái vóc người nhỏ gầy, khô quắc ông lão từ tù thất bên trong đi ra. Không giống với cái khác tù phạm, ông lão này trên mặt mang theo nụ cười, đứng ở ánh đèn bên trong đưa lười eo, một mặt thích ý, khăn mặt cũng không có thả ở trong tay gấp gọn lại, mà là khoác lên trên bả vai. Ồ, mới tới khuôn mặt mới. Ông lão nhìn thấy tần nhiên, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Mà cách làm như thế, nhưng là đổi lấy một bên mở ra tù thất cửa lớn cảnh mục lửa giận. Căm miệng, ngươi đã bỏ qua lần này rửa trái cơ hội. Cảnh mục một, một súng nắm nện ở ông lão trên lưng, nhưng ông lão lão đảo một cái liền đánh gục ở tần nhiên bên người, sau đó, không chờ ông lão một lần nữa đứng lên, liền bị cái kia cảnh ngục kéo ném trở về tù thất. Mà tần nhiên trên mặt nhưng là lóe qua một tia thần sắc cổ quái. Cái này gia hỏa là có tiếng thần thâu. Nếu như không phải vượt ngục quá nhiều lần, cũng không tốt bị giam đến An Teo. Cảnh ngục giác giải thích thân phận của đối phương. Thần thâu sao? Chẳng trách. Tần nhiên nắm bắt trong túi tiền đột nhiên thêm ra vào giấy, đẩy lòng một trận bừng tỉnh. Vừa nãy được gọi là thần thâu ông lão đang bị đập ngã trong nháy mắt, múa ra tay chưởng nhìn như muốn để cho mình duy trì cân bằng, nhưng mà thực tế nhưng là đem vào giấy nhét vào tận nhiên trong túi tiền. Ở đối phương chạm được chính mình túi áo trước một khắc, tận nhiên liền nhìn ra ý đồ của đối phương, nhưng không có chút nào ngăn cản ý tứ. Một cái giam giữ ở Ancateo tù phạm sẽ hướng về hắn một cái người xa lạ trong túi tiền thả vào giấy. Đại diện cho cái gì? hoặc là đơn giản hơn một ít nói. Vò giấy bên trong bọc lại cái gì? Viết cái gì? Bất ngờ phát hiện. Tận nhiên khóe miệng hơi nhếch lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.